ở thành phố lớn cố gắng nhiều năm ngô Yêu cuối cùng đã cùng bố mẹ chuyển vào ngôi nhà mới cả gia đình ba người vui mừng chuyển nhà đồ đạc chất đầy cả hành lang lúc này một số công nhân của công ty chuyển nhà từ trong thang máy ra với vẻ không hài lòng yêu cầu họ rời đồ đi một chút hóa ra nhà bên cũng chuyển nhà hôm nay sau một loạt xáo trộn ngô ưu vừa nằm trên ghế sofa thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên cô ở đây à tại sao anh lại ở đây người ở ngoài cửa hóa ra là hà tây á ông chủ của một công ty mỹ phẩm mà ngô ưu mới gặp gần đây khi làm việc trong dịch vụ khách hàng qua điện thoại. Cô gặp một khách hàng khó tính đã đưa ra đánh giá tiêu cực, sau một số lần điều tra cô mới biết người này là ông chủ lớn Hà Tây Á. Ngô Ưu để loại bỏ đánh giá tiêu cực và hoàn thành công việc, cô nhiệt tình nịnh bợ Hà Tây Á, nhưng Hà Tây Á lại nói việc đưa ra đánh giá tiêu cực là quyền cơ bản của khách hàng, không chấp nhận xóa bất kỳ cách nào, hai người như vậy trở thành kẻ thù, bố mẹ của Ngô Ưu trong nhà nghe thấy tiếng người trẻ tuổi vội vã chạy lại mời mọc, nhưng lại nghe Hà Tây Á nói một cách lịch sự, anh ta thiếu một chiếc bàn trà nhỏ, có lẽ là đã chuyển nhầm cửa, bố Ngô Ưu nhìn thấy liền vội vã mang đồ đến, nhưng không chịu buông tay, liên tục cố gắng làm quen với Hà Tây Á. Ngô Ưu thấy vậy liền quyết định ngăn chặn, nhanh chóng đóng cửa, bố mẹ có vẻ tiếc nuối hỏi han Ngô Ưu về tình hình của Hà Tây Á, bảo cô ấy trân trọng duyên số làm hàng xóm, nhưng Ngô Ưu chỉ có thể an ủi mẹ, sau này nên xem ít phim truyền hình hơn. Không ngờ vào ngày đầu tiên làm hàng xóm, mẹ Ngô Ưu đã nhầm gửi gói hàng sang nhà bên, Hà Tây Á không còn cách nào khác phải gõ cửa nhà cô ấy. Thấy không ai trả lời, chỉ có thể chuyển đồ qua trước ai ngờ chiếc hộp cuối cùng thật sự quá nặng hà tổng đã lâu không làm việc nặng nhọc đã phải cố gắng lớn mới khiêng được đang đi thì vừa thấy ngô ưu trở về hà tây á cảm thấy như đã gỡ bỏ một gánh nặng lớn và vội vàng gọi cô ấy lại muốn cô ấy mang đồ đi nhưng ngô ưu lại hoài nghi nói rằng cô ấy chẳng mua đồ gì cả trong lúc hai người đang tranh cãi hà tây á không muốn nói một lời nào đi về nhà với chân bị quẻ ngô ưu theo vào sau và liên tục nhìn quanh hoàn toàn quên mất người bệnh trước mắt khi phản ứng lại cô ấy ngay lập tức muốn kiểm tra chân của Hà Tây Á, nói rằng cô ấy đã tập võ tự do vài năm, việc chữa trị chấn thương là chuyện nhỏ. Hà Tây Á nghe thấy điều này thật sự hơi sợ, lo lắng sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Tuy nhiên, điều anh lo sợ thường xuyên xảy ra, Ngô Ưu tốt bụng tìm đến viên đá lạnh muốn đặt lên chân Hà Tây Á, ai ngờ cô ấy vừa đi vừa nói, lại vô tình trượt chân, không lệch một chút nào mà đè lên chỗ bị thương của Hà Tây Á, cái cảm giác này đau đớn mà khó diễn tả nếu không trải qua. Hà Tây Á đang chuẩn bị tức giận, mẹ Ngô Ưu gọi điện thoại, nói rằng tác phẩm điêu khắc gỗ mà bà mua đã đến, hỏi Ngô Ưu có ký nhận hay không. Nghe điều này, Ngô Ưu ngay lập tức cảm thấy có lỗi, nghiêm túc nhắc nhở mẹ mình rằng nhà họ là 802 chứ không phải 801. Lúc này Hà Tây Á không muốn nói một lời nào, chỉ làm dấu bảo Ngô Ưu biến mất. Ngô Ưu tỏ ra hiểu chuyện, rất nhanh chóng rời khỏi nơi rắc rối này. Tối đi làm về, Ngô Ưu ngay lập tức mang thuốc đến cho Hà Tây Á, nhưng gõ cửa lâu mà không thấy phản ứng, cô chỉ có thể treo thuốc lên tay nắm cửa nhà anh. Ai ngờ khi cô chuẩn bị mở cửa về nhà, mới phát hiện ra là chìa khóa đã mất. Sau khi gọi công ty mở khóa, người ta hoặc là đã tan ca hoặc là ở xa quá, Ngô ưu không muốn chờ đợi mệt mỏi, chỉ có thể xuống lầu gọi điện thoại. Không ngờ vào lúc quan trọng nhất, ngay cả bạn thân cũng không liên lạc được, làm Ngô ưu rất chán trường. Cô quay đầu lại và đột nhiên phát hiện cửa sổ nhà của Hà Tây Á sáng đèn. Vì vậy, cô không nói thêm một lời nào nữa mà đi lên gõ cửa. Hà Tây Á, người vừa mới tắm xong, nghe thấy tiếng của cô, mở cửa một cách miễn cưỡng và từ chối giúp đỡ cô nhưng ngô yêu hạ thấp tình thần cầu xin âu yếm và thậm chí không ngần ngại dùng chân của mình để thăm dò con đường cuối cùng đã tận dụng cơ hội để xông vào cô chạy thẳng ra ban công ngay lập tức muốn leo qua từ bên ngoài để trở về nhà hà tây á vội vã tiến lên kéo cô lại khuyên cô rằng cuộc sống quý báu nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động anh ta còn hỏi cô tại sao không tìm bạn bè ngay cả khi không có bạn gái cô cũng nên tìm bạn trai nhưng ngô yêu nói một cách đáng thương rằng cô không có tất cả những thứ đó Cô nói rồi định bất chấp mọi thứ bước qua, nhưng khi liếc mắt nhìn xuống dưới, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, ôm chặt vào cột và rên rỉ. Sau khi Hà Tây Á tốt bụng kéo cô xuống, cô liền gục xuống ghế với đôi chân yếu đuối. Hà Tây Á không biết phải làm gì với cô, chuẩn bị tự mình leo qua để mở cửa cho cô, nhưng Ngô Ưu lại hốt hoảng, gần như ảnh hưởng đến khả năng của anh ta. Sau khi vấn đề được giải quyết, Ngô Ưu thề trong lòng mình không bao giờ làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy nữa và còn hứa trước mặt Hà Tây Á. Tuy nhiên, việc làm trái lại luôn đến quá nhanh. Ngô Ưu đã vào cửa thành công nhưng lại khóa Hà Tây Á ở ngoài cửa nhà anh ta. Hà Tây Á quay lại và đập cửa mạnh, muốn từ nhà Ngô Ưu leo qua trở lại, nhưng Ngô Ưu không biết anh ta muốn làm gì và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Chờ một chút, chờ một chút, Hà Tây Á bị thương mà tự tin xông vào, đi thẳng lên ban công để leo qua tường. Lần này tình hình đã đảo ngược, đến lượt Ngô Ưu ngăn cản anh ta. Thấy Hà Tây Á quyết tâm làm theo ý mình, cô còn ôm chặt lấy chân anh. Chính vào lúc cực kỳ ngại ngùng này Bố mẹ của Ngô Ưu đột nhiên trở về và bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Mọi người đứng đó một lúc lâu, không phản ứng nổi. Sau khi Hà Tây Á đi, bố mẹ đã hỏi Ngô Ưu một loạt câu hỏi. Họ biết rằng mối quan hệ giữa hai người rất trong sạch, có vẻ còn hơi tiếc nuối. Nhưng Hà Tây Á, sau những gian khổ để trở về nhà mình, đã liên hệ với công ty khóa cửa vào tối đó, không tiếc bất kỳ giá nào để lắp ngay ổ khóa điện tử. Sau sự việc này, Ngô Ưu tập trung vào công việc, để Hà Tây Á có vài ngày yên bình. Nhưng con người luôn cần sự náo nhiệt. Nếu không thể gây rắc rối cho đàn ông thì chỉ có thể tìm bạn thân để vui vẻ. Đêm đó, Ngô Ưu và bạn bè tổ chức một bữa tiệc, uống rượu, tám chuyện và xem TV, rất thoải mái. Sau khi đêm khuya vắng vẻ, cô ta lảo đảo trở về khu dân cư. Dù cố gắng hết sức, cô vẫn không thể chen vào thang máy. Lúc này, Hà Tây Á, người xui xẻo bên trong, tốt bụng mở cửa để cô vào. Nhưng Ngô Ưu không biết ơn, ngay cả khi anh ta có thái độ xấu, cô còn trực tiếp biểu diễn một cảnh đụng độ trong thang máy. Chính lúc này bố mẹ của ngô ưu lại xuất hiện chứng kiến cảnh tượng khiến người ta phải tưởng tượng này khi về nhà ngô ưu không còn nghi ngờ gì nữa đã trải qua một cuộc thẩm vấn nữa nhưng ngay cả khi không tỉnh táo cô vẫn khẳng định rằng không có khả năng gì giữa cô và hà tây á người đàn ông vô dụng này và bảo họ nên từ bỏ ý nghĩ này sớm nhưng mẹ cô lại có ấn tượng tốt với hà tây á thậm chí còn nghĩ đến việc sau này khi con gái sinh con ở ngay cửa đối diện sẽ tiện chăm sóc ngô ưu đã ngủ quên trong khi đang lập kế hoạch hoàn hảo một vài ngày sau dưới sự thúc đẩy của bạn gái cô tham gia buổi giao lưu ngành nghề của công ty chuẩn bị tìm một số chàng trai ưu tú không ngờ hà tây á cũng xuất hiện tại bữa tiệc anh ta ban đầu không hứng thú nhưng trợ lý đã cố gắng thuyết phục anh ta để anh ta xem xét việc đầu tư vào sản phẩm mới nên anh ta đã không rời đi ngay lập tức khi ngô ưu đại diện cho công ty lên sân khấu phát biểu kế hoạch tương lai mà cô đề xuất không ngờ lại trùng hợp với ý tưởng của hà tây á khiến anh ta rất quan tâm sau khi ngô ưu rời sân khấu cô nghe thấy những người phụ nữ bên cạnh đang bàn về hà tây á nói rằng họ muốn đổ rượu lên người anh ta để tạo cơ hội tiếp xúc người đàn ông bên cạnh hà tây á cũng đang lên kế hoạch làm thế nào để tán tỉnh ngô ưu cả hai nhóm người đều hành động như thế mà không cần hẹn trước hà tây á lo lắng cho ngô ưu liền đi thẳng qua và kéo cô lại nhưng do sự cố nên cô bị đổ một cơ thể rượu ngô ưu tức giận không nhẹ mắng hà tây á một trận rồi lao vào nhà vệ sinh mọi người thấy vậy liền nhanh chóng bỏ chạy ngay cả trợ lý cũng chỉ quan tâm đến việc chụp hình hà tây á trong tình trạng khó xử khiến anh ta cảm thấy vô cùng bất lực ngô ưu đã mất nửa ngày trong nhà vệ sinh để có thể gặp người hà tây á đã chờ ở cửa muốn giải thích nhưng cô hoàn toàn không lắng nghe đúng lúc hà tây á chuẩn bị cởi áo khoác ra ngô ưu đề xuất yêu cầu này thấy thái độ của cô không tốt hà tây á thậm chí đã thay đổi ý định không cởi nữa ngô ưu ngay lập tức dựa vào kinh nghiệm võ thuật từ nhỏ đối đầu với anh ta không ngờ lần này lại gặp một đối thủ mạnh khiến cô bị ngược đòn suýt nữa không đứng dậy được. Ngô Ưu và Hà Tây Á thảo luận một hồi lâu, dự định buông tay và từ bỏ cuộc đối đầu. Ai ngờ vào thời điểm quan trọng, tóc của cô tình cơ bị vướng vào áo của Hà Tây Á, tạo nên một tình huống khá ngại ngùng. Trợ lý một lần nữa đã được một phen ngon miệng, nhưng cuối cùng anh ta vẫn ra tay giúp đỡ, tách cả hai người đang cãi nhau ra khỏi nhau. Lúc này, cả thể xác và tâm hồn Ngô Ưu đều đau đớn, cô ước gì có thể đánh anh ta ra ngoài. Khi nhận chiếc áo của Hà Tây Á, sức mạnh tỏ ra khá đáng sợ. Hà Tây Á cảm thấy mình hoàn toàn vô tội, không biết phải đổ lỗi cho ai sau một ngày như vậy. Điều đáng thương là chuyện này vẫn chưa kết thúc, khi anh ta chuẩn bị đi, bất ngờ phát hiện chiếc điện thoại lại rơi vào túi áo khoác đang nằm trong tay Ngô Ưu. Cùng lúc đó, bạn gái của Ngô Ưu, Tô Phi, sau khi chọn lựa cả buổi mới chọn được một chàng trai ưu tú, hóa ra lại là một kẻ biến thái. Thấy cô bị làm phiền mà không thể thoát khỏi, Ngô Ưu kịp thời đến, không nói gì mà lao tới. Ai ngờ, cô gái chỉ biết một chút võ công này liền bị đẩy ra một bên hà tây á đứng phía sau nhìn cảnh đau lòng trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng ra tay với một đòn khiến đối thủ đau đớn những tổn thương nghiêm trọng nhất thường đến từ những người thân hà tổng đã quen với việc này anh ta và một số người khác đến đồn công an sau khi làm rõ mọi chuyện anh ta muốn rời đi ngay lập tức nhưng đối diện với ngô ưu đang chắn trước lối ra anh ta phải lịch sự yêu cầu mới có thể rời đi sau khi hà tây á đi ngô ưu cũng rời đi nhanh chóng và thuận lợi bắt được một chiếc xe dịch vụ gọi qua mạng ai ngờ hà tây á bất ngờ xuất hiện không nói gì mà cũng lên xe. Nghe Ngô Ưu hỏi, anh ta bày tỏ mình không có cảm xúc gì và nói rằng chiếc điện thoại của mình đang ở trong túi áo khoác và chiếc áo khoác đó hiện đang được Ngô Ưu mặc trên người. Sau đó anh ta liền báo địa chỉ nhà mình cho tài xế. Hai phụ nữ phía sau thấy anh ta có vẻ như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, đều nhận ra tình hình nên đóng miệng lại. Nhưng cuối cùng họ vẫn không chịu nổi không khí trong xe, bí mật gửi tin hiệu để giao tiếp với nhau. Tô Phi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô đã cảm ơn Hà Tây Á và đùa rằng anh ấy và Ngô Ưu có duyên phận với nhau, thậm chí còn bắt đầu hát. Hà Tây Á làm gì được, chỉ có thể quay đầu lại và cầu xin tài xế lái xe nhanh hơn. Mặt khác, mẹ của Ngô Ưu vừa rời nhà hàng xóm, đi dọc theo đường và cùng chồng phàn nàn về cách người ta khoe con cháu, cô ấy cảm thấy như uống 10 cân giấm. Đúng lúc này, cô ta mím mắt lại và phát hiện con gái mình và chàng trai bên cạnh đang về nhà cùng nhau, liền lẻn vào một bên để quan sát mọi thứ. Lúc này, Hà Tây Á nhắc nhở Ngô Ưu nhanh chóng trả lại chiếc áo cho anh ta, để tránh hiểu lầm khi cha mẹ cô thấy. Nhưng Ngô Yêu bảo anh ta yên tâm, nói rằng trước mắt cha mẹ cô, anh ta đã từ lâu là hình ảnh của một kẻ đào hoa. Đúng lúc hai người đang cãi vã mạnh mẽ, mẹ Ngô Ưu xuất hiện kịp thời, hỏi con gái tình hình là thế nào. Không ngờ, Hà Tây Á để trả thù Ngô Ưu, lại nói trước, tuyên bố rằng mối quan hệ giữa hai người chính là như họ tưởng tượng. Điều này làm cho bố mẹ Ngô Yêu sững sờ ngay lập tức. Sau khi bố mẹ đi, Ngô Ưu ngay lập tức cãi nhau với Hà Tây Á, thậm chí còn nguyền rủa anh ta sẽ cưới được một người vợ nam tính. Nhưng lúc này Hà Tây Á lại không mảy may quan tâm, chỉ lạnh lùng nói rằng Ngô Ưu, người đẹp này đã phá hủy tất cả vì cái miệng của mình, khiến Ngô Ưu cảm thấy bị cướp mất lời thoại. Kẻ xui xẻo Hà Tây Á cứ nghĩ rằng mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi cảm giác tức giận, không ngờ hậu quả vẫn đến với anh. Đêm đó, bố Ngô Ưu tự ý án mình đến, dưới danh nghĩa của ủy ban khu phố, đã kiểm tra toàn bộ nhà anh ta không phải là vì coi thường sự đơn điệu của nhà anh chỉ là hỏi anh ta tại sao phòng khách lại không có một chiếc tv lớn cuối cùng ông ta còn trực tiếp lấy ra một tờ biểu mẫu yêu cầu anh ta điền vào thông tin cơ bản của mình sau khi bố ngô ưu về nhà ông ta nghiên cứu kỹ hồ sơ của hà tây á phát hiện anh ta thậm chí còn là người theo chủ nghĩa độc thân tức tối không thể phát ra lời nào nghĩ rằng anh ta đang đùa giỡn với tình cảm của con gái mình mẹ ngô ưu để hiểu rõ tình hình hơn tự mình lên tiền tuyến yêu cầu hà tây á giúp sửa ống nước dù anh ta có từ chối thế nào, bà ta luôn tìm được lý do để thuyết phục anh ta. Hà Tây Á không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo. Khi anh ta nhìn thấy ốc vít dưới chậu rửa tay rõ ràng bị lỏng lẻo, anh ta lập tức kiềm chế cơn tức giận và giúp vặn chặt. Sau đó anh ta muốn rời đi nhanh chóng, nhưng lại bị mẹ ngô ưu nhiệt tình ngăn lại trên chiếc sofa. Hà Tây Á đã gần như sụp đổ, hoàn toàn không có ý định để lại ấn tượng tốt với hai vị già. Anh ta không chỉ nói rằng nhà ngô ưu có phong thủy không tốt, mà còn gợi ý họ nên sớm trở về quê nhà. Bố Ngô Ưu không muốn tranh cãi, trực tiếp hỏi Hà Tây Á ý muốn độc thân là sao. Không ngờ, Hà Tây Á lại trung thực nói rằng anh ta chẳng có ý định kết hôn tí nào, nếu Ngô Ưu muốn dừng thiệt hại kịp thời, anh ta có thể chấp nhận chia tay bất cứ lúc nào. Lời nói này khiến mẹ Ngô Ưu cũng bắt đầu lo lắng, ngay lập tức hỏi Hà Tây Á đã yêu bao nhiêu người. Nghe thấy điều này, Hà Tây Á đưa ra ngón tay đếm một hồi lâu, bộ dạng đó thật đáng đánh. Lợi dụng lúc hai ông bà thất vọng, Hà Tây Á nắm bắt cơ hội, hy vọng có thể chia tay Ngô Ưu một cách hòa bình, và mong họ giúp can ngăn khi ngô ưu không suy nghĩ chín chắn ngô ưu vào lúc này vừa tan ca về nhà nghe thấy lời nói của hà tây á rất không hài lòng nhưng hà tây á lại thở phào nhẹ nhõm nhắc nhở cô ấy kiểm soát tốt cha mẹ của mình sau khi hà tây á rời đi bố ngô yêu cảnh báo con gái nên sớm làm rõ danh giới với anh ta nghe xong ngô ưu ngay lập tức đồng ý nhưng tiền đề là bố phải đền bù một số điều bố của ngô yêu thương con gái mình vì đã chia tay ngay lập tức chuyển cho cô một phong bao lì xì lớn khiến mẹ ngô yêu nhìn mà rất bất lực Người ta thường nói khi tình duyên không thuận lợi thì sự nghiệp sẽ thuận lợi, Hà Tây Á và Ngô Ưu, hai kẻ độc thân này, sau khi hợp tác một cách bất ngờ, công việc kinh doanh của họ ngày càng tốt, khiến cho giám đốc Hà cười sảng khoái. Đêm đó, Hà Tây Á gửi cho Ngô Ưu rất nhiều tin nhắn, muốn thảo luận với cô về việc hợp tác tiếp theo, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trong tình trạng không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể đến gõ cửa nhà cô. Bố mẹ Ngô Ưu thấy Hà Tây Á rất hào hứng, không nói một lời mà kéo anh ta vào nhà họ nghe thấy tiếng hát say đắm của ngô ưu từ phòng tắm mẹ mẹ lại đặt rau cạo dâu của con ở đâu rồi con cần cạo lông chân rồi ngô ưu nhìn rõ tình hình trước mặt mình nhanh chóng chạy về phòng để lại ba người trong phòng khách đứng đó chừng mắt nhìn nhau khi ngô ưu giả vờ mất trí cố gắng ra hỏi hà tây á đến có việc gì hà tây á đã quên mất mục đích của mình đến đây phải nói một hồi lâu mới nhắc cô xem điện thoại sau đó ra lệnh cho cô mang kế hoạch đến công ty tìm anh vào ngày hôm sau ngô ưu nhìn anh ta với vẻ lạnh lùng mà rất không hài lòng còn bố mẹ cô thì đã không kiềm chế được lâu rồi. Ngay khi Hà Tây Á rời đi, họ lao đến hỏi con gái khi nào mới có thể chuẩn bị đồ dự trữ cho đám cưới. Ngô Ưu chỉ có thể bất lực nói, muốn ăn dưa hấu thì phải trả tiền trước. Sáng hôm sau, Ngô Ưu mới chuẩn bị đi làm thì bị bạn thân Tô Phi gọi đến bệnh viện để đồng hành cùng cô xem mặt. Trở về nhà sau khi xem xong, cô thảo luận với bạn bè một hồi lâu, cuối cùng nghi ngờ rằng có vấn đề với mặt nạ mà Ngô Ưu tặng. Ngô Ưu không tin, về nhà liền bắt đầu kiểm tra, phát hiện thực sự có khách hàng khác gặp phải vấn đề tương tự. Vì vậy, cô ngay lập tức báo cáo vấn đề này cho cấp trên, hy vọng có thể nhanh chóng rút sản phẩm này khỏi thị trường. Sau đó, cô mang kết quả kiểm tra đến công ty của Hà Tây Á, đặt câu hỏi tại sao anh ta lại sản xuất sản phẩm kém chất lượng. Nhưng Hà Tây Á không công nhận, thậm chí mời Ngô Ưu đến phòng thí nghiệm để kiểm tra thành phần của mặt nạ của họ. Sau khi xem, Ngô Ưu cuối cùng cũng không còn gì để nói, không khỏi nghi ngờ có người vì lợi nhuận mà bán hàng giả. Ai ngờ, chưa làm rõ hết vấn đề đã có người công bố kết quả kiểm tra không đạt của sản phẩm và công ty của Hà tổng tức thì trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngày hôm đó, Hà Tây Á mang theo đội ngũ luật sư đến công ty của Ngô Ưu, muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ, thậm chí còn đưa ra bằng chứng nói rằng sản phẩm họ bán là hàng giả. Ngô Ưu, với tư cách là giám đốc bán hàng, muốn tự nguyện đề nghị điều tra vấn đề này, nhưng xếp trên cứ thuyết phục mãi mà không được, chỉ có thể làm khó dễ Ngô Ưu, bắt cô và nhóm của mình làm thêm giờ để kiểm tra các loại thông tin đồng nghiệp không được tan ca đều chút giận lên ngô ưu cô như vậy mà bị mọi người cô lập đêm đó hà tây á vừa ra khỏi thang máy thì bị bố ngô ưu gọi về nhà nói anh ta vô tình làm hỏng bức tượng nhỏ của con gái hy vọng hà tây á có thể giúp sửa lại ngô ưu sau một ngày mệt mỏi vừa bước vào nhà thì nhìn thấy đồ trong tay anh ta vừa định nổi giận thì thấy hà tây á đưa ra hợp đồng chấm dứt cô ngay lập tức nổi nóng và mắng anh ta một trận sau đó đuổi anh ta ra khỏi nhà sáng hôm sau mẹ ngô ưu bắt gặp hà tây á ở cửa Chạy lại xin lỗi anh ta. Hà Tây Á không dám nhận lễ lớn của bà, chỉ có thể cúi chào cùng bà. Nghe bà nói còn cần sự giúp đỡ của mình, anh ta ngay lập tức hoảng sợ đến quên cả phản ứng. Sau giờ làm việc, Ngô Ưu bước vào cửa hàng đồ ngọt. Cô muốn ăn một ít đồ ngọt để an ủi bản thân, nhưng ai ngờ các chiếc bánh trong quầy lại đã bị quét sạch. Ngô Ưu quay đầu lại thì thấy kẻ làm trò này chính là cô bạn thân Tô Phi. Vì vậy, cô không ngần ngại ngồi xuống, hai người lẫn nhau kể về những điều xui xẻo của mình người nào đen đủi hơn sẽ lấy thêm một miếng bánh thấy ngô ưu đang chiếm ưu thế tô phi vội vàng kể lại tất cả những trải nghiệm bi thảm từ nhỏ đến lớn cô còn nói rằng sau khi trở thành người nổi tiếng trên mạng cô không dám ăn một miếng bánh nào nhưng cuối cùng vẫn bị người khác hãm hại và mất việc ngô ưu vừa định đầu hàng thì nghe tiếng khóc từ bàn bên cạnh chỉ thấy một cô gái trẻ với khuôn mặt tuyệt vọng nói rằng không ai khốn đốn bằng cô vì cô đã lấy nhầm điện thoại khi ra khỏi nhà thảm kịch là cô lại mang theo điện thoại của bạn trai sau khi đến nhà bạn thân mạng không dây thậm chí tự động kết nối nghe xong ngô ưu và tô phi ngay lập tức chịu thua tự nguyện đưa chiếc bánh cho người lạ đang gặp khó khăn này trở về nhà ngô ưu thấy hà tây á đang ở nhà mình ban đầu cô không muốn để ý nhưng sau vài bước cô phát hiện bức tượng nhỏ của mình đã được hà tây á sửa xong cô gượng gạo nói lời cảm ơn và quay lại phòng tâm trạng bị ức chế vài ngày cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều hai ngày sau qua nỗ lực không mệt mỏi ngô ưu cuối cùng cũng tìm ra lỗ hổng của sếp mình trong khi hà tây á lúc này cũng đã xác định được một nhà máy đáng ngờ thông qua nguyên liệu sản xuất hai người thức trắng đêm gặp nhau trong thang máy suýt nữa đã cãi nhau cuối cùng hà tây á hào phóng mời ngô ưu ăn bữa sáng nhưng kết quả là ngô ưu không phải là tranh giành nước giấm thì là làm đổ nước lèo lên áo anh ta khiến hà tây á hối tiếc vì lòng tốt vô ích của mình ngô ưu vừa ăn vừa khoe công trạng ngô ưu nói rằng cô đã lo lắng rất nhiều vì sản phẩm của hãng hà nhưng ai ngờ hà tây á lại nhắc nhở cô rằng trong sự hợp tác giữa hai công ty chính cô mới là bên a nếu Ngô Ưu cứ tiếp tục không tôn trọng anh, anh có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào. Nghe điều này, Ngô Ưu tức giận ngay lập tức, quyết định chặn Hà Tây Á và giận dữ rời đi. Theo những manh mối mà cô đã tìm được, Ngô Ưu đến một nhà máy hẻo lánh, nhưng vừa xuống xe đã bị người ta kéo sang một bên, khi gặp lại kẻ địch, Ngô Ưu không biết phải nói gì. Tuy nhiên, Hà Tây Á nói rằng anh ta có bằng chứng trực tiếp hơn, có thể chứng minh rằng nơi này sản xuất hàng giả. Ngô Ưu bảo anh nhanh chóng gửi cho cô xem, nhưng nghĩ lại cô mới nhận ra là vừa mới chặn tin nhắn từ kẻ địch này vì vậy cô chỉ có thể thay đổi thái độ và cầu xin anh ấy một cách khiêm tốn hai người cùng nhau đi vào nhà máy vừa tìm được một chút manh mối thì bị phát hiện ngô ưu chỉ có thể dùng danh nghĩa là người quản lý để giả vờ kiểm tra thành công gặp được người quản lý kho nhưng đối phương rất láu cá và không chịu nói gì cả hà tây á vậy mà lén đặt một thiết bị nghe lén sau đó dùng cớ đi toilet kéo ngô ưu ra ngoài hai người ở không xa nghe mất nửa ngày cuối cùng xác định chuyện này là do xếp của ngô ưu gây ra đúng vào lúc quan trọng một con nhện xuất hiện trên kệ hàng bên cạnh hà tây á sợ đến mức tái mặt ngay lập tức trốn sau lưng ngô ưu hành động này bị cô gái mạnh mẽ ngô ưu chế giễu không thương tiếc ai ngờ tiếng động ở đây nhanh chóng thu hút người đến ngô ưu và hà tây á vội vàng chạy về xe sau khi an toàn ngô ưu lại chế giễu hà tây á cảm thấy mình cuối cùng cũng đã tìm ra điểm yếu của anh cô còn tận dụng lúc anh không chú ý để nói dối về tình hình quân sự một lần nữa làm hà tây á sợ đến mức mất màu mặt vào buổi chiều cùng ngày hà tây á một mình trở lại nhà máy muốn kiểm tra lại tình hình hàng giả anh còn lợi dụng lúc người ta không để ý mà trốn vào thùng xe tải ai ngờ nhân viên vội vã chuyển hàng hóa không kiểm tra kỹ đã lái xe rời đi khóa hà tây á bên trong anh vội liên hệ với ngô ưu nhưng vừa mới gửi được một vị trí điện thoại tự động tắt nguồn vì vậy anh chỉ có thể chờ đợi trong thùng xe khi đến nơi hà tây á giả vờ như mình đã đi nhầm và diễn một hồi lâu nhưng vẫn bị một vệ sĩ cường tráng chặn lại thấy rằng đối phương không phải dạng vừa anh chỉ có thể chấp nhận số phận và bị giam cầm như vậy khi trời tối hà tây á thực sự không kiên nhẫn được nữa anh kéo một chiếc ghế định định leo qua cửa sổ đáng thương cho hà tây á cuối cùng cũng đợi được một người cứu tinh nhưng lại là nữ hiệp ngô ưu người mà từ trước đến giờ luôn xung khắc với anh anh không biết đây là may mắn hay tai ương lúc này anh chỉ muốn thở dài lên trời cầu cho số phận thôi không đùa dỡn với mình nữa nhưng có câu tục ngữ nói sau cơn bão sẽ đến bình yên không biết sau khi đen đủi của hà tây á trôi qua anh có sẽ được đón nhận một thời kỳ may mắn không lúc này hà tây á thả đau đến chết còn hơn để ngô ưu chạm vào mình ngô ưu chỉ có thể dỗ dành anh nói rằng mình có kinh nghiệm về chấn thương và tai nạn hơn nữa lần trước không may làm rơi gói hàng vào chân hà tây á cũng là cô xử lý nghe đến đây hà tây á càng tức giận chỉ muốn tránh xa người phụ nữ xui xẻo này nhưng ngô ưu không để anh yên cô trực tiếp lấy khăn lụa băng bó cho anh hà tây á nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cô cuối cùng không nói gì nữa một lúc sau anh phản ứng lại hỏi ngô ưu tại sao không báo cảnh sát ngô ưu nghe xong đứng đó ngẩn ngơ nói rằng mình quá vội vàng nên không nghĩ tới ai ngờ khi cô nhận ra và đi tìm điện thoại thì phát hiện ra rằng nó cũng đã hết pin cô đặt câu trước trách móc hà tây á là kẻ xui xẻo ở chung với anh chắc chắn không có chuyện tốt nào hà tây á đã không còn sức phản bác liền đậy mặt bằng tay và ngồi xuống ngô ưu không muốn chờ đợi vô ích chuẩn bị quay lại đường cũ để leo ra ngoài từ cửa sổ nhưng hà tây á lại tốt bụng nhắc nhở cô rằng bên ngoài đã tối cô một mình ra ngoài rất nguy hiểm ngô ưu chỉ có thể leo xuống lại sau đó cô lấy tấm bìa cứng bên cạnh trải ra chuẩn bị nằm ngủ qua đêm trong tình cảnh đó hà tây á cứ tưởng rằng ngô ưu đã trải tấm bìa đó cho anh vừa mới nói lời cảm ơn thì thấy cô tự tưng tưởng nằm xuống còn vô tình bảo anh rời chỗ lúc này hà tây á có vẻ đầy oán trách thấy ngô ưu hào phóng đưa cho anh tấm bìa cuối cùng bảo anh tự tìm chỗ ngủ liên phải cầm đầu đùa chân đến một bên. Mặc dù Hà Tây Á hoàn toàn không thể ngủ, nhưng khi thấy Ngô Ưu lạnh co do thành một cục, anh vẫn rất lịch sự cởi áo khoác và đắp lên người cô. Anh nhìn khuôn mặt của Ngô Ưu đang say giấc nồng giữa bóng đêm, phát hiện ra cô thật sự đẹp hơn khi im lặng. Khi trời sáng, Ngô Ưu vừa mở mắt ra, nghe Hà Tây Á nói với giọng âm trầm rằng giấc ngủ của cô thật sự rất ngon. Ngô Ưu mơ hồ nhìn thấy chiếc áo trên người mình, vội vàng cười cảm ơn Hà Tây Á, khen anh là một chàng trai ấm áp, không còn bóng đêm cản trở ngô ưu nhanh chóng leo lên bức bình phong trong tiếng lo lắng của hà tây á cô đã leo ra ngoài trước khi đi cô còn vẫy tay chào biệt anh không biết đã bao lâu sau đó hà tây á cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát quen thuộc hòn đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống sau khi mọi thứ dần ổn định ngô ưu đỡ hà tây á về nhà ai ngờ vừa ra khỏi thang máy đã thấy bố mẹ đứng chờ bên ngoài nên cô vội vàng giải thích còn nói rằng hà tây á bị thương là do cô bố mẹ tốt bụng của ngô ưu vội vàng đỡ lấy hà tây á cưỡng chế kéo anh vào nhà mình. Hà Tây Á với khuôn mặt khó xử không biết phải ứng xử thế nào, trong khi Ngô Ưu chỉ biết nằm dài trên ghế nghỉ, cho đến khi nghe mẹ bảo cô đi hâm nước đun chân, cô lập tức nhảy dậy phản đối to tiếng. Nhưng cuối cùng vì cô biết mình là người có lỗi, Ngô Ưu đành phải làm theo, thậm chí ngay cả bố yêu thương cô cũng không ngăn cản. Vào buổi sáng ngày hôm sau, Hà Tây Á tự mình đến bệnh viện để tái khám chân bị thương, tình cơ gặp bố mẹ của Ngô Ưu đang đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Anh muốn tránh nhưng không thể chỉ có thể cố gắng nói chuyện với hai vị người lớn mẹ của ngô ưu đứng trước mặt hà tây á và nồng hậu nói rằng bản thân cô làm quen với bác sĩ ở đây qua các buổi nhảy múa trên quảng trường và cô nhất quyết muốn dẫn anh đi kiểm tra kỹ trong tình trạng hoảng loạn hà tây á vô tình đá vào cái xe lăn làm cho chân bị thương suýt nữa bị hỏng hẳn cuối cùng anh chỉ có thể phục tùng trong tay mẹ của ngô ưu nghe cô liên tục xin lỗi bên tai mình hà tây á với khuôn mặt không muốn sống nữa rộng lượng nói rằng không sao sau đó tự mình đẩy xe lăn vào thang máy trông anh như một người tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Tối hôm đó, sau khi tan ca, Ngô Ưu như một con sói đói lao về bàn ăn. Nhưng cô chưa kịp ăn được vài miếng thì thấy bố đẩy chiếc xe lăn mà cô đã sử dụng ra. Ngô Ưu đoán được ý định của họ, không hài lòng nói rằng bố mẹ quá tốt với Hà Tổng ở nhà bên, người không biết còn tưởng anh ta là con trai của hai vị già. Mẹ của Ngô Ưu nghe xong tự tin nói rằng mọi thứ đều có khả năng, còn ra lệnh cho con gái nhanh chóng mang quà sang. Lúc này, Hà Tây Á đang trong phòng cố gắng di chuyển khó khăn, Nhìn thấy chiếc tủ lạnh sạch hơn cả khuôn mặt, anh chỉ có thể không vui mà lấy ra một hộp mì gói. Đúng lúc anh đang buồn chán thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Hà Tây Á chỉ có thể đặt mì gói xuống và mở cửa. Anh thấy Ngô Ưu đến giúp đỡ và khá hài lòng, ngồi trên xe lăn và kiêu ngạo chuyển tiền cho cô rất nhanh. Ngô Ưu vừa định nhận, mẹ cô đã chạy ra hỏi thăm Hà Tây Á, còn nói rằng việc họ mang xe lăn đến là điều nên làm. Ngô Ưu thấy mẹ mình hào phóng như vậy, suýt nữa tưởng bà đã điên, nhưng mẹ cô không có thời gian để quan tâm đến cô lại muốn kéo Hà Tây Á về nhà mình. Hà Tây Á, lúc đó yếu đuối và không có đồng minh, chắc chắn đã rất sợ hãi. Khi Ngô Ưu trở về nhà mình lần nữa, địa vị của cô giảm sút thẳng tụt, suýt chút nữa mà không thể lấy được miếng thịt nào. Mẹ cô đã chia hết canh chân giò và xương sườn cho Hà Tây Á, không để lại tí nước dùng nào cho con gái, khiến Ngô Ưu không thể chịu đựng thêm nữa. Cô hỏi mẹ mình rằng những ngày như thế này sẽ kéo dài bao lâu, mẹ cô nghe xong nghiêm túc trả lời rằng, việc chữa trị chấn thương cần ít nhất 100 ngày. Còn Hà Tây Á vì tuổi tác không còn trẻ nữa nên ước lượng sẽ mất nửa năm, và cô còn bảo Ngô Ưu phải phục vụ anh ta cẩn thận. Hà Tây Á nhúc nhích nói rằng bản thân anh thực sự còn trẻ, mẹ của Ngô Ưu mới điều chỉnh thời gian hồi phục của anh xuống còn 3 tháng. Bố của Ngô Ưu thấy vợ mình xem cậu con trai trước mặt như là một chàng rể tiềm năng, không thể không lo lắng cho con gái mình. Sau khi ăn xong, Ngô Ưu nhanh chóng đẩy Hà Tây Á về nhà, sau đó chuẩn bị rút lui. Hà Tây Á thấy Ngô Ưu có vẻ không kiên nhẫn, mở miệng định gọi mẹ Ngô Ưu nhưng ngô ưu nhanh chóng ngăn anh lại và bảo anh có việc gì thì bảo lệnh tuy nhiên khi thấy bộ dạng tự mãn của anh cô không kiềm chế được và đã tát anh một cái kết quả là người đánh người đứng đầu ngô ưu vẫn phải ngoan ngoãn chuẩn bị nước tắm cho anh ta tuy nhiên không mất bao lâu trái tim bất an của cô lại một lần nữa nổi loạn cô lén đặt xà phòng bên cạnh bồn tắm nhưng cô đã tính sai hà tây á vì chân không tiện nên không thể ngâm mình trong bồn anh ta đã mắng ngô ưu một trận sau đó trực tiếp ra lệnh cho cô đi bóp kem đánh răng ngô ưu không muốn làm đầy tớ, đã chuẩn bị một ít nước súc miệng nóng rát, và với vẻ mặt hy vọng đã đưa cho Hà Tây Á, sợ anh ta phát hiện ra cô còn giả vờ đi lang thang một lúc lâu. Ai ngờ, cô vừa thành công trong việc gài bẫy, chưa kịp rút lui thì trượt chân ngã vào bồn tắm. Vận may luân phiên, giờ đây cuối cùng đã đến lượt Hà Tây Á xem kịch hay. Anh ta chế giễu ngu ưu mà không hề do dự, hoàn toàn quên mất tính cách không chịu thua của cô. Chỉ một giây sau, anh đã bị cô làm ướt sũng như một con gà rơi vào bể nước chỉ có thể từ bỏ việc đánh răng và lau mặt một cách chán trường sáng hôm sau một trợ lý đến thăm hà tây á bảo là đến thăm anh đã lang thang một vòng lớn trong nhà anh sau đó ngồi trên xe lăn và nói những lời chua cay thể hiện sự ghen tị với hà tây á vì có một người hàng xóm tốt như ngô yêu hà tây á không muốn tiếp đón anh ta chút nào lạnh lùng nói rằng nếu không ốm mà ngồi xe lăn thì có thể sẽ thật sự trở thành người tàn tật khi trợ lý nhảy dậy và đi hà tây á lại đưa tay ra và yêu cầu anh ta đỡ mình xuống tầng dưới để hưởng ánh nắng mặt trời Trước khi đi, anh phát hiện ra mình chưa mang giày bảo hộ và yêu cầu trợ lý buộc chúng lên cho mình. Nhưng đáng thương thay, dù là đàn ông hay phụ nữ, tất cả mọi người xung quanh Hà Tây Á đều không đáng tin cậy. Khi ra khỏi cửa, anh ta lại phải trải qua một cảnh tàn phá nữa. Sau khi xuống tầng dưới, Hà Tây Á hỏi một số vấn đề về công ty, sau đó không yên tâm tuyên bố rằng anh ta sẽ tháo bó bột vào buổi chiều và đi làm. Trợ lý không muốn tuân theo những trò quậy phá của anh ta, liên tục nói rằng vì người hàng xóm tốt đã xem anh ta như con rể, anh chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi là đủ, không cần lo nhiều. Ngô Ưu tình cờ trở về từ công việc vào thời điểm đó, trợ lý nhanh chóng chạy đến cảm ơn cô vì đã chăm sóc Hà Tây Á, còn nói rằng sau khi được hưởng đối xử như một vị khách quý tại nhà Ngô Ưu, Hà Tây Á không còn đánh giá cao ai khác nữa, chỉ có thể tiếp tục làm phiền cô. Ngô Ưu nghe xong rất ngạc nhiên, chưa kịp từ chối đã bị trợ lý đẩy trách nhiệm, cô không biết phải làm gì. Trong lúc tức giận, cô thậm chí đã ném Hà Tây Á vào hố cát trong khu vườn nhỏ, để anh ta tự tìm cách thoát ra còn mình thì thoải mái đu đưa trên xích đu hà tây á không có chủ đề để nói chuyện hỏi ngô ưu rằng trợ lý đã nói gì với cô ngô ưu trả lời không khoan nhượng rằng người ta cũng cảm thấy anh ta phiền phức như vậy cô ấy xin anh sớm chia tay nhưng không ngờ vừa nói xong trời bất ngờ mưa ngô ưu nhanh chóng đứng dậy để về nhà để lại hà tây á một mình giữa cơn mưa lúc này anh không thể cử động chỉ có thể buồn chán đội mũ và chạy xuống dưới nhà ngô ưu không nỡ lòng quay lại nhưng phát hiện trên xe lăn không còn ai Cô quét mắt một vòng và phát hiện Hà Tây Á tự lẻn vào bên trong của cái đu quay, cô lập tức không biết phải khóc hay cười. Khi về nhà, Ngô Ưu ngay lập tức bị mẹ mình của trách và bảo cô phải chịu trách nhiệm với Hà Tây Á. Ngô Ưu không có cách nào khác, chỉ có thể liên tục đến thăm Hà Tây Á, lần là mang thuốc, lần là mang trà gừng, cuối cùng thậm chí còn đảm nhận cả việc đem cháo đến. Trước khi Hà Tây Á kịp phát biểu ý kiến, Ngô Ưu đã mở miệng trước, chỉ trách anh yếu đuối và còn đẩy anh ăn xong uống xong nhanh chóng trả đồ ăn lại. Hà Tây Á đã không còn sức để phản bác, bỏ cô lại và trực tiếp quay về phòng ngủ. Ngô Yêu không yên tâm, bước vào và giúp anh che chăn, sau đó ra lệnh cho hộp thông minh bên cạnh, lúc 3 giờ sáng phải đánh thức anh dậy để uống thuốc. Hà Tây Á đang đắm chìm trong giấc mơ, không thể yên tâm nửa đêm, cảm thấy hoàn toàn sụp đổ, cảm giác như nhà mình đã bị xâm nhập hoàn toàn. Ngô Yêu, sau khi tan ca, luôn áp đảo tổng tài mà không ngần ngại, hoàn toàn quên mất rằng cô vẫn phải phụ thuộc vào anh ta trong công việc. Khi xếp thấy Hà Tây Á đề xuất hủy bỏ hợp đồng, Ông ấy giao nhiệm vụ khó khăn này cho Ngô Ưu, hy vọng cô có thể lấy lại mọi thứ càng sớm càng tốt. Ngô Ưu không còn gì để lưu luyến, rời khỏi công ty, chuẩn bị đến phòng trực tiếp cảm xúc của bạn bè để học cách tiếp xúc với người khác. Kết quả là, sau một buổi chiều nghe, cô chỉ học được một điều cốt lõi, đó là phụ nữ nũng nịu thì sống cuộc sống tốt nhất. Vì vậy, đêm đó, Ngô Ưu đã hẹn Hà Tây Á đến quán cà phê, không chỉ cung cấp dịch vụ chú đáo mà còn nũng nịu với anh ấy bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Hà Tây Á nhìn cô mà cứ lúng túng, anh tự hỏi tại sao thái độ của Ngô Ưu đối với mình lại thay đổi đến vậy. Tuy nhiên, Ngô Ưu giả vờ nói với giọng nén, người ta chỉ đang đùa với anh thôi. Hà Tây Á nhìn Ngô Ưu làm mặt tèn tèn, nhanh chóng hỏi cô có bị ảnh hưởng gì không, nhưng Ngô Ưu vẫn kiên trì diễn xuất, bảo anh ăn cơm trước. Hà Tây Á thực sự không chịu nổi cô như vậy và muốn trốn vào nhà vệ sinh. Ai ngờ khi chuẩn bị đi, anh lại nhận được một cú đánh yêu thương từ Ngô Ưu. Khi đến nhà vệ sinh, Hà Tây Á gọi điện hỏi trợ lý liệu thông báo hủy bỏ hợp đồng đã được phát đi chưa. Sau khi nhận được câu trả lời tích cực, Hà Tây Á ngay lập tức đã hiểu mọi thứ. Anh quay trở lại chỗ ngồi và thẳng thừng nói, "Việc hủy bỏ hợp đồng không còn gì để thương lượng", rồi cẩn thận quan sát phản ứng của Ngô Ưu. Ngô Ưu vào lúc này cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa, nghiêm túc trò chuyện với anh, nhưng cuối cùng cũng không thể làm anh thay đổi ý kiến, chỉ có thể mua hóa đơn với vẻ mặt buồn chán, sau đó với vẻ lo lắng yêu cầu một số hộp đựng đồ ăn mang về. Ai ngờ, vừa mới rời khỏi cửa hàng, cô đã nhận cuộc gọi từ mẹ, nói nhà Hà Tây Á có trộm. Cô vội vàng chặn xe của Hà Tây Á, kể cho anh nghe về việc này. Khi cả hai trở về nhà, mới phát hiện ra kẻ trộm mà mọi người nói đến, thực ra là em trai của Hà Tây Á, một chàng trai điển trai và lạc quan. Nhưng Hà Tây Á rõ ràng không muốn nhận ra em trai, lạnh lùng ném xuống một câu nói và trở về nhà một mình. Em trai Tiểu Vũ, mặc dù bị sốc nặng, vẫn cố gắng tìm cách mở khóa của nhà anh trai. Lúc này, Hà Tây Á đang lo lắng nhìn xuống từ ban công, nghe thấy giọng nói của em trai, ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng. Nhưng Hà Tây Á mặc dù lưỡi như dao nhưng trái tim như đậu hủ trước khi trở về phòng đã sắp xếp một phòng cho tiểu vũ đêm đó hà tây á nhớ lại hình ảnh đau đớn và tuyệt vọng của mẹ mình khi biết tiểu vũ là con riêng của chồng mình trước khi qua đời anh không biết phải đối diện như thế nào với người em trai này quả thực mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng của mình càng giàu có tình hình gia đình càng phức tạp sáng hôm sau hà tây á bị đánh thức bởi tiếng ồn ào thấy tiểu vũ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh hà tây á không chỉ không cảm thấy vui vẻ mà còn hỏi em trai anh định đi vào lúc nào. Tiểu Vũ này nỉ, nói rằng mình đến để tham gia kỳ thi đặc cách, không biết ai nên chỉ có thể tìm đến anh. Hà Tây Á cuối cùng đã cho em trai mình thêm một tuần. Đêm đó, Ngô Ưu đặc biệt dẫn Tiểu Vũ đi ăn lẩu, muốn tìm hiểu một số thông tin về Hà Tây Á từ miệng em trai anh. Không ngờ, Tiểu Vũ nhanh chóng đoán ra ý định của cô, không chỉ chủ động liên minh với cô, mà còn hứa sẽ giúp nhau xử lý Hà Tây Á. Khi trở về nhà, Tiểu Vũ ngay lập tức lấy loa thông minh của Hà Tây Á thay giọng nam cơ khí trong loa bằng giọng dễ thương của ngô ưu khi hà tây á trở về anh ra lệnh cho chiếc loa tiểu hà đóng rèm cửa nhưng loa không phản ứng biết tiểu vũ đã thay đổi chương trình hà tây á không biết phải khóc hay cười tức giận ra lệnh cho em trai anh ngay lập tức rời đi thấy em trai mình không muốn đi và tự mình cố gắng ra đi tiểu vũ ngay lập tức hoảng loạn vội vàng gọi điện thoại cho ngô ưu sau đó nhắc nhở anh trai mình để mình ở lại đây một mình không biết nhà anh sẽ trở thành như thế nào hà tây á chỉ nói một câu cố lên rồi mở cửa ra đi không ngờ ngô ưu đang chờ ở hành lang cô nói với tiểu vũ rằng không cần phải lo lắng nếu người anh không thực hiện nghĩa vụ giám hộ ngày mai sẽ có người liên hệ với anh sau đó ngô ưu nhiệt tình đưa tiểu vũ về nhà mình hà tây á đứng yên tại chỗ và bắt đầu do dự một lúc sau anh vẫn quyết định gõ cửa phòng bên cạnh với vẻ mặt không biểu cảm ra lệnh cho tiểu vũ về nhà với anh quả thực ông chủ cũng cần được mài rũa bởi phụ nữ mạnh mẽ đêm đó hà tây á mệt mỏi sau công việc muốn ra lệnh cho hệ thống âm thanh thông minh pha cà phê nhưng kết quả là dù gọi thế nào cũng không có phản ứng sau khi nhận ra anh miễn cưỡng gọi tên ngô ưu mới cuối cùng khởi động được nó lúc này hà tây á rất bất lực thấy tiểu vũ nhiệt tình mang cà phê đến anh không để ý gì mà quay người về phòng ai ngờ khi đến phòng đèn trên đầu lại không sáng nữa để khởi động loa anh chỉ có thể gọi tên ngô ưu một lần nữa chủ nhân bóng đèn bị hỏng nhắc nhở ấm áp đừng hủy bỏ hợp đồng với người duy nhất nhé. Hà Tây Á tức giận ra lệnh cho Tiểu Vũ nhanh chóng sửa lại chương trình, nhưng Tiểu Vũ lại nói rằng máy tính của em bị hỏng, rồi nhanh chóng trở về phòng. Một vài ngày sau, vào sinh nhật Hà Tây Á, Tiểu Vũ và Ngô Ưu cẩn thận chuẩn bị một bất ngờ, muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Ai ngờ, khi Hà Tây Á nhìn thấy bức tranh gia đình, anh ngay lập tức nhớ lại cái chết thảm khốc của mẹ và quá khứ không thể quay trở lại, rồi chút giận lên Tiểu Vũ người em trai cùng cha khác ông nội. Ngô Ưu muốn can ngăn nhưng bị đuổi ra khỏi nhà đối diện với sự trách móc và không hiểu của anh trai tiểu vũ cảm thấy rất tổn thương tự nguyện cầm ba lô rời đi sau khi trời tối ngô ưu và hà tây á không thấy tiểu vũ trở về cả hai đều lo lắng đến mức quẩn quanh cuối cùng họ quyết định cùng nhau đi tìm em trai ngô ưu nắm bắt cơ hội ngô ưu mắng hà tây á một trận dữ dội nói rằng anh ta chỉ biết giữ thể diện mà tự làm khổ mình thậm chí còn không bằng cậu bé tiểu vũ nếu tiểu vũ có chuyện gì cô nhất định sẽ không tha cho anh ta hà tây á chấp nhận tất cả mà không phản bác còn lịch sự mời Ngô Ưu vào thang máy, nhưng cả hai đã tìm mệt mỏi cả đêm mà không thấy Tiểu Vũ, hoàn toàn không biết lúc này Tiểu Vũ đang bị một nhóm người truy đuổi. Một số người bị Tiểu Vũ hành hạ cả đêm tại quán internet muốn bắt anh ta trở lại để trả thù. Tiểu Vũ vội vàng la lớn, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Ngô Ưu và Hà Tây Á. Ngô Ưu chạy tới đầu tiên, đặt lời đe dọa và muốn cứu người. Mọi người tại hiện trường bị hành động bất ngờ của Ngô Ưu làm choáng váng. Hà Tây Á không còn cách nào khác chỉ có thể tự mình ra tay, chỉ trong vài cú đã đánh bại mọi người khiến đối phương liên tục cầu xin tha thứ. Thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, Tiểu Vũ nhanh chóng đứng dậy và thuyết phục họ nhanh chóng rời đi. Hà Tây Á mới biết những người này chỉ là những người thua Tiểu Vũ trong trò chơi và muốn kéo anh ta trở lại để chơi lại. Vì thế, anh ta chỉ có thể thở dài và rời đi. Thời gian thi của Tiểu Vũ sắp đến, Hà Tây Á và Ngô Ưu cùng nhau đưa em đi. Trên xe, Tiểu Vũ không nhịn được khen ngợi Ngô Ưu, nói rằng cô gái vừa rồi quá cùn. Cool. Ngô Ưu tự hào kể lại chuyện mình đã học võ tự do khi còn nhỏ, sau đó còn hỏi hà tây á có tập võ hay không nghe nói anh ta từng là một huấn luyện viên võ thuật ngô ưu chỉ có thể chấp nhận thua cuộc khi đến giờ thi hà tây á và ngô ưu giống như các bậc cha mẹ đợi bên ngoài một người thoải mái tự tại người còn lại không ngừng quay quanh ngô ưu bị hà tây á làm chóng váng nên khuyên anh ta đừng lo lắng hãy ngồi xuống nghỉ một chút hà tây á bị cô phơi bày cảm thấy rất không hài lòng và nói rằng ngô ưu lúc không nói chuyện là lúc đẹp nhất cô ấy trông giống như một ngôi sao nổi tiếng ngô ưu nghe xong liền đóng miệng lại ngay nhưng hà tây á do dự một lúc cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn khiến ngô ưu cảm thấy rất kỳ lạ điều không ngờ là sau khi tiểu vũ kết thúc bài thi cậu ta tự nguyện đề xuất muốn trở về quê nhà nghe điều này hà tây á đột nhiên không vui nói rằng sinh nhật của mình vẫn chưa kết thúc tiểu vũ không thể đi như thế tiểu vũ và ngô ưu nghe xong đều rất vui mừng ngay lập tức nghĩ ra một kế hoạch trời đẹp và nắng vừa đủ ba người cùng đi câu cá ở ao ăn bánh kem và nướng thịt thời gian nhanh chóng trôi qua tới tối hà tây á còn chụp hình cùng em trai mối quan hệ giữa họ đã tiến triển không ít đợi ngô ưu tới tiểu vũ kẻ nhanh trí này ngay lập tức biến mất để không gian cho anh trai và chị gái hai người không ngạc nhiên khi lại cãi nhau hà tây á nói ngô ưu còn khó chịu hơn cỏ dưới nước nhưng ngô ưu lại khuyên hà tây á hãy thực tế hơn đừng giả bộ đang nói chuyện cô đột nhiên bị một tiếng động lớn làm giật mình không thể không chui vào lòng hà tây á lúc này bầu trời nở rộ pháo hoa tạo nên không khí tuyệt vời hà tây á và ngô ưu đối mắt với nhau hóc môn nổ tung tức thì họ không kiềm chế được và hôn lên nhau sau đó ôm chặt lấy nhau tiểu vũ đứng từ xa nhìn hai người cảm thấy mình làm mai mối rất không tồi trên đường về nhà ngô ưu và hà tây á ngồi ở ghế sau không ai dám nhìn ai cảm thấy vô cùng ngại ngùng thậm chí còn gần như không giả vờ ngủ được cho đến khi về nhà và nằm xuống hai người vẫn lâu lâu không thể bình tĩnh lại không biết chuyện hôm nay làm sao mà xảy ra và càng không biết ngày mai nên làm sao để đối diện với nhau cuối cùng trải qua đến bình minh Hà Tây Á ngay lập tức đứng dậy và nhỏ thuốc mắt. Nói rằng mình hôm qua chắc chắn phải bị mù, Ngô Yêu cũng tự nói nhỏ trước gương, không hiểu tại sao Hà Tây Á tối qua lại nhẹ nhàng như vậy. Nhưng quyết định cuối cùng của Ngô Yêu là giả vờ mất trí nhớ, còn Hà Tây Á thì tự thuyết phục mình phải dũng cảm theo đuổi tình yêu, chịu trách nhiệm với Ngô Yêu. Và rồi, Ngô Yêu cẩn thận bước ra khỏi nhà, vẫn gặp phải Hà Tây Á, sau một lời chào ngại ngùng. Cô muốn trở lại nhà để lấy điện thoại, ai ngờ mẹ cô xuất hiện kịp thời, đưa điện thoại và đẩy cô vào thang máy. Một lúc sau, ngô ưu là người mở miệng trước hỏi hai người giờ phải làm thế nào hà tây á rất đàn ông nói rằng làm gì thì làm anh đã chuẩn bị sẵn lòng ai ngờ ngô ưu lại không hiểu ý anh tưởng anh muốn kiên trì hủy bỏ hợp đồng cô buồn chán bước ra khỏi thang máy khiến hà tây á nhìn mặt ngơ ngác buổi sáng họp hà tây á liên tục lơ đễnh chỉ biết nói tiếp tục trợ lý cố gắng làm hòa mà không biết nói gì cuối cùng hà tây á không kiềm chế được nên rời đi khiến nhân viên bối rối buổi chiều gặp khách hàng hà tây á không nhịn được hỏi trợ lý nếu ai đó vô tình có gần gũi với một cô gái thì phải làm sao? Trợ lý nghe xong thẳng thốt là kịch tính, còn hiểu ý gợi ý anh có thể chặn liên lạc với đối phương. Hà Tây Á lập tức từ chối và bảo anh ta nghĩ cách khác, trợ lý tiếp tục đề xuất là tiếp tục làm bạn, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Thấy Hà Tây Á vẫn không đồng ý, anh ta nhanh trí đề xuất nên nắm bắt cơ hội ngay để chinh phục đối phương, sau đó yêu nhau và bước vào lễ đường hôn nhân. Hà Tây Á nghe xong cuối cùng cũng cười mãn nguyện, nhưng miệng lại nói rằng tất cả những cách đó đều không đáng tin anh phải suy nghĩ thêm. Tối hôm đó sau giờ làm việc, Hà Tây Á tự mình đến siêu thị mua sắm, muốn cùng Ngô Ưu uống rượu và nói chuyện vui vẻ, bàn bạc về tương lai. Đúng lúc anh tự nói tự đáp, luyện tập cách mở lời, bỗng nhiên khuôn mặt của Ngô Ưu xuất hiện ngay trước mắt, hỏi anh gọi cô làm gì. Hà Tây Á tức thì ngơ ngác, ngại ngùng chào cô và chút giận lên em trai mình. Khi mọi người ngồi xuống bàn ăn, Ngô Ưu nâng ly cảm ơn Hà Tây Á, quyết định tiếp tục hợp tác với công ty của anh. Tuy nhiên hà tây á lại kiêu hãnh nói rằng anh không phải là người lợi dụng công việc để chăm sóc đời tư việc chọn hợp tác không phải vì cô ngô ưu chỉ có thể nghĩ rằng mình đã may mắn hà tây á nghe xong lại không vui nghe ngô ưu nói về xếp nam anh tức thì có cảm giác khủng hoảng uống rượu mà không hỏi được gì tiểu vũ nhân cơ hội nhắc nhở anh trai có phải có điều gì muốn nói không thấy anh không thừa nhận lại hỏi ngô ưu muốn tìm anh để làm gì thấy cả hai đều giả vờ không biết gì và không muốn đối diện tiểu vũ uống hết ly rượu và giả vờ say để trở về phòng ngô ưu và hà tây á không biết làm thế nào để mở lời nên đề xuất đi dạo khi xuống tầng dưới hà tây á rất lịch sự để ngô ưu nói trước nhưng càng nghe anh càng thấy có gì đó không đúng phát hiện ra ngô ưu muốn cắt đứt mối quan hệ với anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra anh tức thì cảm thấy lòng mình lạnh đi một nửa sau đó tức giận trở về nhà em trai thấy anh có vẻ thất bại liền theo lên ban công động viên anh nói rằng ngô ưu là một cô gái tốt nếu anh trai không nghĩ cách theo đuổi cô mình sẽ vào cuộc Hà Tây Á nghe xong không biết phải khóc hay cười, chế nhạo em trai mình còn quá nhỏ, không biết gì cả. Nhưng Tiểu Vũ vẫn tự tin nói rằng tình yêu giống như kem trong ngày hè. Tình yêu như một ngọn lửa vào mùa đông khiến Hà Tây Á nghe mà cứ giật mình, suýt nữa đã đánh em trai một trận. Nhưng Tiểu Vũ, dù không sợ chết, vẫn nhanh chóng hành động. Chỉ là không biết khi nào Hà Tây Á, người cứ cảm thấy khó chịu kia, mới nhìn nhận rõ hiện thực. Ngô Ưu bị bất ngờ bởi lời tỏ tình đột ngột của Cửu Minh Vũ, khiến cô bối rối. Cửu Minh Vũ lùi một bước để tiến hai bước, muốn bắt đầu từ việc làm bạn bình thường với Ngô Ưu. Ngô Ưu cũng có cảm tình với Cửu Minh Vũ, nên đã đồng ý với yêu cầu của anh. Cửu Minh Vũ giới thiệu bản thân mình một cách đơn giản, tự nhận là người rất thích ăn hoành thánh. Ngô Ưu ngẫu nhiên nhắc đến hoành thánh do cha cô làm là ngon nhất, hứa sẽ mời anh đến nhà ăn hoành thánh vào lúc rảnh rỗi. Ngô Ưu đi tìm Tô Phi để tham khảo ý kiến, Tô Phi cảm thấy Cửu Minh Vũ là người tốt, khuyên Ngô Ưu đừng bỏ lỡ cơ hội. Ngô Ưu được biết từ Hùng Hạnh nghi rằng Tô Phi đang tìm nhà nên bảo anh nhường phòng chống cho Tô Phi và nhắc Hùng Hạnh Nghi không được nói chuyện của cô với Cửu Minh Vũ ra ngoài. Lâm Duệ Đạt mời tiền gia nhất ăn tối, gặp phải người bạn thân đông tử và vợ anh, mẫu mẫu, cùng hai cậu con trai sinh đôi điểm điểm và dịp dịp. Lâm Duệ Đạt rất thích hai đứa trẻ này, ôm chúng không chịu buông ra. Đông tử nhắc đến việc mẫu mẫu nghỉ việc để ở nhà chăm sóc chồng và dạy con. Tiền gia nhất công khai đặt câu hỏi, cho rằng phụ nữ không nên từ bỏ sự nghiệp và ước mơ vì gia đình, đông tử nói rằng mẫu mẫu tự nguyện. Lâm Duệ Đạt cảm thấy rất ngại, vội vàng tìm cớ chào tạm biệt gia đình Đông tử. Trong bữa ăn, Lâm Duệ Đạt và Tiền Gia Nhất có tranh cãi, Lâm Duệ Đạt cảm thấy Tiền Gia Nhất không giữ mặt mũi cho anh trước mặt bạn bè, Tiền Gia Nhất lại cho rằng mình không sai, chỉ muốn làm chính mình. Cô nhấn mạnh rằng mình sẽ không hy sinh vì gia đình như mẫu mẫu. Lâm Duệ Đạt muốn Tiền Gia Nhất cảm nhận được bầu không khí hòa thuận hạnh phúc của gia đình Đông tử, Tiền Gia Nhất đột ngột nhận ra cuộc gặp gỡ này là do Lâm Duệ Đạt sắp xếp cẩn thận. Lâm Duệ Đạt không thể không thừa nhận rằng anh đã gửi vị trí cho Đông tử trước đó. Tiền gia nhất cảm thấy bị Lâm Duệ đạt lừa dối, tức giận bỏ đi mà không ăn hết bữa ăn. Tiền gia nhất đến tìm Ngô Ưu để than vãn, Ngô Ưu khuyên cô nên hiểu Lâm duyệt đạt hơn. Ngô Ưu còn đưa ra chuyện hôn nhân của bố mẹ để thuyết phục Tiền gia nhất, khiến cô ta phần nào buông bỏ. Về nhà, Tiền gia nhất phát hiện Lâm Duệ đạt vẫn chưa về, cô tự mình đi ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Duệ đạt mới về nhà, Tiền gia nhất tức giận không thèm để ý đến anh. Cửu Minh Vũ tự mình đến thăm gia đình Ngô Ưu, lúc đó Ngô Ưu đi tập thể dục chưa về, Bố mẹ Ngô Ưu nhiệt tình tiếp đón anh, Cửu Minh Vũ chi tiết giới thiệu về gia đình mình. Hà Tiểu Vũ ra ngoài thấy Cửu Minh Vũ, vội vàng chạy đến cửa nghe lén. Ngô Ưu trở về từ buổi tập thể dục, Hà Tiểu Vũ nói dối rằng bố mẹ cô cãi nhau, muốn cô đến nhà Hà Tây Á tránh né tạm thời, nhưng Ngô Ưu không tin, trực tiếp mở cửa vào nhà. Khi thấy Cửu Minh Vũ, Ngô Ưu không khỏi ngạc nhiên, Cửu Minh Vũ nói cớ muốn ăn hoành thánh do bố Ngô Ưu làm, Ngô Ưu cũng đành mời anh ở lại ăn cơm. Hà Tiểu Vũ đánh thức Hà Tây Á, dục anh đến gặp Cừu Minh Vũ sợ Ngô Ưu bị cướp mất. Hà Tây Á mang theo một chai rượu vang đến nhà Ngô Ưu mượn dụng cụ mở chai, Hà Tây Á thể hiện sự thù địch với Cửu Minh Vũ, chọc ghẹo anh từng chút một, Cửu Minh Vũ cũng không kém cạnh, hai người căng thẳng như sắp nổ súng. Mẹ Ngô Ưu nhiệt tình mời Hà Tây Á và Hà Tiểu Vũ ở lại cùng ăn hoành thánh, Ngô Ưu phản đối quyết liệt nhưng vô ích. Hà Tây Á mời Cửu Minh Vũ uống rượu, Cửu Minh Vũ cảm ơn Hà Tây Á đã hỗ trợ Ngô Ưu trong công việc, nhưng Hà Tây Á không mua chuyện đó. Cửu Minh Vũ gấp thức ăn cho Ngô Ưu, còn mời Hà Tây Á ăn, Hà Tiểu Vũ cố ý nói về chuyện cả ba cùng đi xem pháo hoa, Ngô Ưu vội vàng ngăn cản, cấm anh ta nói bậy, sau đó lén nhắn tin trách Hà Tây Á, bảo anh cảnh báo Hà Tiểu Vũ không được nói lung tung, Hà Tây Á làm như không nghe thấy. Hà Tiểu Vũ tuyên bố sẽ giúp Ngô Ưu dạy dỗ ông chủ tận dụng cô, Ngô Ưu tức giận đến nghiến răng, Cửu Minh Vũ cảm thấy rất ngượng ngùng, bố Ngô Ưu vội vàng đưa cho Hà Tây Á một bát giấm để làm dịu không khí. Sau bữa ăn, Ngô Ưu gọi riêng Hà Tây Á ra ngoài, nghi ngờ anh đến nhà cô ăn cơm với mục đích khác. Hà Tây Á bảo chữa đủ cách nhưng Ngô Yêu không cho phép anh xen vào chuyện nhà cô nữa. Hà Tiểu Vũ tìm Hà Tây Á bàn kế hoạch, muốn phá vỡ mối quan hệ giữa Ngô Ưu và Cửu Minh Vũ, Hà Tây Á cứng đầu không thừa nhận ghen tuông. Hùng Hạnh Nghi dọn dẹp phòng chống sạch sẽ, anh muốn cho Tô Phi ở nhưng lại lo Tô Phi không chấp nhận, Hùng Hạnh Nghi liên hệ với môi giới nhà đất Tiểu Hoàng, để anh ta giới thiệu căn phòng với giá thấp nhất cho Tô Phi, Tô Phi đương nhiên rất vui mừng và đồng ý ký hợp đồng vào buổi chiều. Tiền gia nhất tìm bạn gái than vãn, Ngô Ưu muốn tìm Lâm Duệ đạt tính sổ, Tiền gia nhất cảm thấy cô và Lâm Duệ Đạt không hợp nhau. Tô Phi đề xuất đi ba ăn mừng, bốn cô bạn thân cùng nhau đến ba uống rượu, hát và nhảy. Đêm khuya, Hùng Hạnh Nghi đưa Tô Phi về nhà. Tô Phi nhân lúc say rượu mắng Lâm Duệ Đạt, Hùng Hạnh Nghi lái xe máy đưa Tô Phi đến cửa nhà. Tô Phi không cho anh vào nhà, Hùng Hạnh Nghi đành bỏ cuộc. Hùng Hạnh Nghi định nhân lúc Tô Phi đi tắm lén mở cửa về nhà nhưng lại bị Tô Phi bắt gặp. Tô Phi lầm tưởng Hùng Hạnh Nghi đã sao chép chìa khóa nhà cô. Hùng Hạnh Nghi liên tục giải thích đây là nhà mình, còn mở tủ đồ để chứng minh cho Tô Phi thấy. Khi Tô Phi nhìn thấy những bức ảnh và thiết bị nhiếp ảnh của Hùng Hạnh Nghi, cô tin rằng anh và nhân viên môi giới bất động sản đã lừa dối mình, quyết định dọn đi trong đêm. Hùng Hạnh Nghi đành thừa nhận tất cả đều do Ngô Ưu sắp xếp, nhưng Tô Phi vẫn không chịu thỏa hiệp, không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh. Hùng Hạnh Nghi nhanh trí nói dối rằng mình không quan tâm đến phụ nữ, anh muốn ở lại cửa hàng và Tô Phi đồng ý cho anh ở lại. Ngô Ưu đi dạo, tình cờ thấy Hà Tiểu Vũ đang ngồi uống rượu tại quán ven đường để giải sầu, Cô chủ động tiến lại chào hỏi. Hà Tiểu Vũ lợi dụng cơ hội để phàn nàn với cô, kể từ khi Hà Tây Á trở về từ nhà Ngô Ưu, anh đã nổi giận lung tung, khiến Hà Tiểu Vũ không chịu nổi phải ra ngoài hóng gió. Ngô Ưu ngồi xuống cùng uống với anh, Hà Tiểu Vũ lén nhắn tin gọi Hà Tây Á đến, muốn anh và Ngô Ưu nói chuyện tử tế với nhau. Hà Tây Á giả vờ tình cờ đến quán ven đường, Hà Tiểu Vũ tích cực xúi dục họ nói chuyện, Hà Tây Á nhắc nhở Ngô Ưu phải suy nghĩ kỹ, đừng để bị lừa bởi lời nói ngon ngọt của Cửu Minh Vũ. Hà Tiểu Vũ kích động bên cạnh nhưng Ngô Ưu không mảy may quan tâm, cô gào thét với Hà Tây Á, còn chế nhạo anh là kẻ nhát gan, sau đó cô cầm một đống xiên nướng và bỏ đi. Tô Phi dậy sớm, thấy Hùng Hạnh Nghi chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, cô rất vui vẻ và quyết định ở chung với Hùng Hạnh Nghi, đặt ra một số quy tắc, Hùng Hạnh Nghi đều đồng ý. Ngô Ưu đến công ty, thấy trên bàn làm việc có một bó hoa hồng lớn, trên thiệp có chữ ký của Cửu Minh Vũ, Ngô Ưu lo lắng đồng nghiệp thấy nên lén giấu thiệp đi. Tiền gia nhất trở về công ty, thấy ngô ưu và lục mạn đang đứng chờ cô ở cửa văn phòng tiền gia nhất lại khuyên họ đừng quá để tâm phan tổng cố ý giao việc của phòng tiếp thị cho bộ phận kinh doanh ngô ưu bênh vực tiền gia nhất muốn đi tìm phan tổng để tranh luận nhưng tiền gia nhất không quan tâm ngô ưu tìm phan tổng báo cáo công việc vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Cửu minh vũ và phan tổng Cửu minh vũ từ chối nhận việc đó không muốn tạo mâu thuẫn giữa phòng kinh doanh và tiếp thị phan tổng cho rằng Cửu minh vũ làm vậy vì ngô ưu chế nhạo anh đã dùng mặt mày nóng bỏng để dán vào mông lạnh của ngô ưu Ngô Ưu không chịu nổi, lao vào và đối đầu với Phan Tổng, buộc phải thừa nhận cô thích Cửu Minh Vũ. Ngô Ưu nói xong câu này thì hối hận, vội vã cười nịnh Phan Tổng xin lỗi, đưa bản thảo sản phẩm mới cho ông rồi chạy đi mất. Lục Mạn tìm tiền gia nhất, khuyên cô đừng từ bỏ dự án, tiền gia nhất không muốn tiếp tục nội bộ tranh chấp. Lục Mạn nghe nói Ngô Ưu và Cửu Minh Vũ tìm Phan Tổng, Phan Tổng đã trả lại dự án cho phòng tiếp thị, Lục Mạn nhận thấy công ty giờ không còn như lúc cô mới đến, tiền gia nhất cũng cảm thấy tương tự. Nếu tiếp tục nội bộ tranh chấp, Công ty sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, hiện cần tái cấu trúc, tạo sự thay đổi lớn cho công ty, Lục mạng suy nghĩ sau khi nghe lời khuyên này. Ngô Ưu mời Cửu Minh Vũ ăn tối, cảm ơn anh đã ra mặt giúp tiền ra nhất. Cửu Minh Vũ hỏi Ngô Ưu về ý nghĩa của câu nói cô đã nói trước mặt phàn tổng và một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình với Ngô Ưu. Thấy Mỹ Lệ và một đồng nghiệp nữ khác đang cười trộm bên cạnh, Ngô Ưu đành đồng ý với yêu cầu của Cửu Minh Vũ. Cửu Minh Vũ cầm điện thoại của Ngô Ưu, chụp ảnh hai cốc cà phê của họ rồi đăng lên mạng xã hội, Ngô Ưu cũng không ngăn cản. Lương Khoái thấy bức ảnh trên mạng xã hội của Ngô Ưu, anh liền cho Hà Tây Á xem và cho rằng Ngô Ưu đã công khai chuyện tình cảm, khiến Hà Tây Á tức giận đến nghiến răng. Tiền gia nhất, Tô Phi và Lục Mạn liên tiếp nhắn tin hỏi Ngô Ưu, cô đành thừa nhận đó là bạn trai do công ty phân phối. Cha mẹ Ngô Ưu thấy bức ảnh trên mạng xã hội của cô, đoán ra người kia là Cửu Minh Vũ. Lục Mạn đến công ty hàng duệ tìm cha mình thảo luận về việc mua lại công ty duy nhất. Cha cô đã chuẩn bị cho việc này từ lâu và còn mời Lục Mạn tham gia nhóm mua lại. Lục Mạn rất hài lòng và đề xuất cho Lâm Thanh làm trợ lý. Khi biết tin này, Lâm Thanh dự định từ chối, nhưng thấy Lục Mạn tự tin, anh đồng ý hỗ trợ Lục Mạn hết mình. Hôm nay là lần đầu tiên Ngô Ưu và Cửu Minh Vũ hẹn hò, Ngô Ưu video call với Tô Phi để tư vấn về trang phục, Tô Phi qua màn hình lựa chọn cho cô một bộ quần áo. Ngô Ưu ăn mặc cẩn thận, vừa ra khỏi nhà đã gặp Hà Tây Á. Hà Tây Á lập tức nhận ra cô đang đi hẹn hò, lòng cảm thấy chua xót. Hà Tiểu Vũ chủ động đề nghị theo dõi Ngô Ưu, Hà Tây Á miệng thì phản đối nhưng lén lút đưa cho anh một phong bì đào thắm. Ngô Ưu đến điểm hẹn, Cừu Minh Vũ đã chờ đợi từ lâu. Ngô Ưu cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, không may vương một ít bọt cà phê ở khóe miệng, Cừu Minh Vũ vội vàng giúp cô lau đi. Hà Tiểu Vũ ẩn nấp một bên chụp ảnh gửi cho Hà Tây Á, khiến Hà Tây Á trong lòng bất bình. Tô Phi làm việc tại quán cà phê của Hùng Hạnh Nghi, bị sự chăm chỉ của cô làm cho mê mẩn. Cừu Minh Vũ mời Ngô Ưu đi xem phim, tình cờ thấy một chiếc váy đẹp trong tủ kính, muốn mua cho Ngô Ưu, nhưng Ngô Ưu từ chối, thúc giục anh đi xem phim. Hà Tiểu Vũ theo dõi Ngô Ưu và Cửu Minh Vũ đến dạp chiếu phim, lợi dụng cơ hội lại tống tiền Hà Tây Á 5000 tệ. Hà Tiểu Vũ cố ý ngồi sau lưng Ngô Ưu và Cửu Minh Vũ, liên tục làm phiền họ. Sau khi phim kết thúc, Ngô Ưu mời Cửu Minh Vũ đến quán lề đường ăn xiên nướng. Hà Tiểu Vũ vội vàng chạy về nhà báo tin cho Hà Tây Á, Hà Tây Á muốn đi xem tình hình, nhưng lại không nghĩ ra lý do hợp lý. Ngô Ưu gọi món thịt ba chỉ nướng yêu thích của mình, Cừu Minh Vũ bảo chữa rằng anh đang kiểm soát cân nặng, chỉ nhìn Ngô Ưu ăn, Hà Tiểu Vũ không ngừng gửi tin nhắn cho Ngô Ưu, hỏi cô đủ thứ vấn đề, Cửu Minh Vũ đành phải đưa Ngô Ưu về nhà. Hà Tây Á và Hà Tiểu Vũ suy nghĩ mãi mới nghĩ ra một cách hay, dự báo thời tiết tối nay có mưa, họ mang ô và quần áo đến đón Ngô Ưu, từ xa thấy Cửu Minh Vũ đưa Ngô Ưu về nhà, Hà Tây Á sợ hãi chạy về nhà. Cửu Minh Vũ không kìm được muốn hôn Ngô Ưu, Hà Tiểu Vũ vội vàng đứng ra giữ ô cho họ, Cửu Minh Vũ ngay lập tức mất hứng, vội vã chào Ngô Ưu rồi rời đi. Ngô Ưu nhận ra Hà Tiểu Vũ cố ý làm vậy, Hà Tiểu Vũ thừa nhận đó là ý đồ của Hà Tây Á. Ngô Ưu quay về tìm Hà Tây Á để nói chuyện, còn bắt Hà Tây Á phải mời cô ăn tại quán lề đường. Ngô Yêu sớm biết Hà Tiểu Vũ đang theo dõi mình, cô lật ra hồ sơ trò chuyện WeChat của Hà Tây Á, Hà Tiểu Vũ báo cáo lại toàn bộ quá trình hẹn hò của Ngô Ưu trong ngày cho Hà Tây Á. Hà Tây Á không chối cãi, Ngô Ưu nghi ngờ Hà Tây Á có cảm tình với mình, nhấn mạnh rằng sự tiếp xúc thân mật hôm đó chỉ là tai nạn. Hà Tây Á nói dối rằng anh không quan tâm đến người đã có bạn trai, Ngô Ưu mới yên lòng, cô ăn ngon lành. Đêm hôm đó, Ngô Ưu nhắn tin cho Tô Phi kể lể, cô không tìm thấy cảm giác yêu đương, Tô Phi khuyến khích cô chủ động hơn. Ngô Ưu càng nghĩ càng thấy không đúng, khi Cửu Minh Vũ muốn hôn cô, cô không có cảm giác phấn khích nào, nhưng khi Hà Tây Á hôn cô, tim cô đập nhanh hơn. Ngô Ưu không tin mình lại thích Hà Tây Á, đầu óc rối bời, cô cố gắng ngủ. Nhóm mua lại chính thức thành lập, Lâm Thanh giới thiệu tất cả thành viên và phân công cho Lục Mạn, họ bắt đầu công việc căng thẳng. Bữa trưa, Cửu Minh Vũ tặng Ngô Ưu một chiếc vòng cổ tự tay đeo cho cô, Ngô Ưu rất thích. Không lâu sau đó, Cửu Minh Vũ đăng một dòng trạng thái, mọi thứ mất đi đều sẽ trở lại theo một cách khác, Ngô Ưu không hiểu ý nghĩa. Hà Tây Á muốn sử dụng lợi thế bằng sáng chế để thu hút các thương hiệu, Lương Khoái hoàn toàn ủng hộ công việc của anh, còn nhắc nhở anh tận dụng mối quan hệ với Ngô Ưu, Hà Tây Á mở cài đặt muốn xem trạng thái của Ngô Ưu, nhưng Ngô Ưu đã chặn anh. Lục Mạn bận rộn cả buổi sáng, Lâm Thanh cố ý mua cho cô một đĩa xiên nướng, Lục Mạn ăn rất vui vẻ. Ngô Ưu tan ca liền tìm Tô Phi Tô Phi cẩn thận xem qua trạng thái WeChat của Cừu Minh Vũ, không tìm thấy bất cứ thông tin nào về chuyện yêu đương và Ngô Ưu cũng không hiểu ý nghĩa câu nói mà Cừu Minh Vũ đăng. Tô Phi liền bói cho Ngô Ưu một quẻ, dự đoán cô sẽ gặp phải kẻ lừa đảo trong tình yêu này. Ngô Ưu cũng cảm thấy mình và Cừu Minh Vũ có gì đó không ổn, nhưng không thể nói ra lý do cụ thể. Tô Phi khuyên nhủ cô, nhưng cô vẫn không thể buông bỏ. Cừu Minh Vũ gọi điện cho Ngô Ưu giữa đêm, mời cô tham gia cuộc họp lớp vào ngày hôm sau. Ngô Ưu vui sướng không thể tả nỗi lo lắng trong lòng cô hoàn toàn biến mất cừu minh vũ sớm đến đón ngô ưu âu yếm ôm cô lên xe hà tây á đứng trước cửa sổ nhìn thấy rõ ràng cừu minh vũ muốn dẫn ngô ưu đi du lịch ở đoàn nam vào kỳ nghỉ ngô ưu bị phản ứng cao nguyên và cô đã hẹn với bạn bè đi du lịch cùng nhau cừu minh vũ tỏ ra vai trò người yêu kiên quyết muốn ngô ưu đi xuyên nam cùng anh cừu minh vũ đưa ngô ưu đến tham gia cuộc họp lớp bạn học tạ bàng bàng nhiệt tình chào hỏi nhưng ngô ưu nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt anh khi ngô ưu đi vệ sinh cô tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ giống cô đến từng chi tiết từ kiểu tóc đến trang phục thậm chí cả vết sẹo trên cánh tay ngô ưu từ nhà vệ sinh ra ngoài tìm cừu minh vũ tạ bàng bàng cố gắng che chở cho cừu minh vũ ngô ưu từ xa thấy cừu minh vũ đang nói chuyện với người phụ nữ giống hệt mình cô liền hiểu ra mọi chuyện vội vàng lại chào hỏi người phụ nữ tự giới thiệu tên là an kỳ rồi lịch sự tránh đi ngô ưu đoán rằng người phụ nữ kia là bạn gái cũ của cừu minh vũ cô chỉ là người thay thế cho an kỳ cừu minh vũ liên tục giải thích họ là bạn cùng lớp đại học An Kỳ chủ động thổ lộ tình cảm với anh, nhưng sau đó An Kỳ đi làm ở Hồng Kông và hai người chia tay. Ngô Ưu cảm thấy rất chán nản, nói dối rằng có việc phải đi trước, cô thấy An Kỳ ẩn mình ở một góc khóc, càng củng cố quyết định chia tay với Cửu Minh Vũ. Ngô Ưu tìm Tô Phi để than thở, Tô Phi nhận ra Ngô Ưu không thực sự đầu tư vào mối quan hệ này. Tô Phi phân tích khả năng Cửu Minh Vũ và An Kỳ tái hợp rất cao, khuyên Ngô Ưu nên suy nghĩ rõ ràng về tâm trạng của mình, nếu muốn giữ chặt Cửu Minh Vũ thì phải chủ động tấn công, nếu không thì rút lui trọn vẹn. Ngô Ưu không có tình cảm với Cửu Minh Vũ, chỉ là không cam lòng bị lừa làm người thay thế của người khác. Hà Tây Á lái xe về nhà, vô tình nhìn thấy Cửu Minh Vũ và một người phụ nữ cười nói vui vẻ trên phố. Có người đi xe đạp chạy vù vù qua bên họ, Cửu Minh Vũ tự nhiên bảo vệ người phụ nữ đó, Hà Tây Á liền nhận ra họ có quan hệ đặc biệt. Hà Tây Á cố ý đợi Ngô Ưu trong thang máy, khăng khăng hỏi Cửu Minh Vũ tại sao không đưa cô về. Ngô Ưu giải thích Cửu Minh Vũ và một người bạn cũ tâm sự, còn không cho Hà Tây Á xen vào chuyện của người khác. Buổi họp sáng, An Kỳ gọi điện cho Cửu Minh Vũ, điện thoại của Cửu Minh Vũ im lặng, An Kỳ lại gửi tin nhắn cho anh, Ngô Ưu vô tình nhìn thấy những điều này, cô không bộc lộ gì mà đợi Cửu Minh Vũ ăn trưa cùng mình ở phòng nước, Cửu Minh Vũ muốn giúp An Kỳ tìm nhà, hứa lần sau sẽ ăn trưa cùng Ngô Ưu, Ngô Ưu rất hào phóng để anh đi. Ngô Ưu sớm đến dưới nhà gọi xe, nhưng xe đặt trước mãi không đến, Hà Tây Á đúng lúc lái xe ra ngoài, tự nguyện đề nghị đưa Ngô Ưu. Ngô Ưu lên xe liền mở định vị, Hà Tây Á tò mò hỏi han nơi cô đến, Ngô Ưu nói dối đi hẹn hò. Hà Tây Á rất bực mình. Ngô Ưu trang điểm trên xe, Hà Tây Á đột ngột phanh lại, Ngô Ưu tay run không may làm son môi quệt ra ngoài khóe miệng, cô giận đến nghiến răng, sớm đến nơi. Ngô Ưu giận dữ đập cửa đi, kết quả là để quên ô ở ghế phụ, dự báo thời tiết hôm nay có mưa, Hà Tây Á liền dừng xe ở lề đường để đưa ô cho Ngô Ưu. Ngô Ưu hẹn An Kỳ gặp mặt, An Kỳ liên tục giải thích chuyện cô nhờ Cửu Minh Vũ giúp đỡ chuyển nhà, Ngô Ưu thừa nhận cô rất quan tâm, nhắc An Kỳ lần sau gọi cô ấy đi cùng, Cửu Minh Vũ sau đó theo đến, anh hiểu lầm Ngô Ưu tìm An Kỳ tính sổ, nói lời cay độc với Ngô Ưu. Ngô Ưu nhận ra anh và An Kỳ vẫn còn tình cảm, ban đầu muốn mai mối cho họ hòa hợp, không ngờ Cửu Minh Vũ lại như vậy với cô, Ngô Ưu tuyên bố trước mặt anh đã chia tay Cửu Minh Vũ, đấm anh một cú, coi như trả thù Cửu Minh Vũ dùng cô làm người thay thế cho An Kỳ, Ngô Ưu nhắc Cửu Minh Vũ và An Kỳ vượt qua khó khăn, tốt nhất là trân trọng tình cảm của nhau. Ngô Ưu nói xong lời này liền bỏ đi, Hà Tây Á ở bên cạnh nhìn rõ ràng, anh vội vàng dùng tạp chí che mặt ngô ưu sớm phát hiện anh hai người cùng rời đi chủ tịch tôn là rào cản lớn nhất cho việc thâu tóm công ty duy nhất lục mạn đi cùng lâm thanh dù mưa gió tìm chủ tịch tôn kết quả bị đóng cửa không tiếp lâm thanh cũng không nản lòng ngồi trong xe chờ chủ tịch tôn lục mạn vì mệt mỏi mà ngủ gật lâm thanh cởi áo ngoài ra đáp cho cô hà tây á quan tâm ngô ưu ngô ưu lại rất thanh thản cô rút lui trọn vẹn để dành cho cừu minh vũ và an kỳ còn kéo hà tây á đi tiệm bánh ngọt ăn mừng chia tay ngô ưu mua rất nhiều bánh ngọt cô ăn ngon lành Thề từ nay về sau làm chính mình, không bao giờ vì làm hài lòng ai mà tự làm khổ mình. Sau đó, Ngô Ưu dẫn Hà Tây Á đi phòng trò chơi chơi điên cuồng một hồi, thu được hai túi lớn đồ chơi, họ vui vẻ như trẻ con. Lục Mạn mơ màng tỉnh dậy, thấy Lâm Thanh đỡ Ô đứng ở cửa chờ chủ tịch Tôn, chủ tịch Tôn cuối cùng ra ngoài, Lâm Thanh nói nhiều lời, chủ tịch Tôn mới miễn cưỡng đồng ý tối nay cùng ăn cơm. Đêm hôm đó, Lục Mạn và Lâm Thanh đúng giờ đến hẹn, chủ tịch Tôn rót ba ly rượu bắt Lục Mạn uống hết, Lục Mạn cầm lên uống sạch. Chủ tịch Tôn không tha cho cô, bảo nhân viên đổi ly lớn, Lục Mạn tức giận đỏ mặt, Lâm Thanh lén lút gọi điện cho Lục Mạn, Lục Mạn giả vờ ra ngoài nghe điện thoại. Lâm Thanh cười tươi xin lỗi chủ tịch Tôn, Lục Mạn nhìn qua cửa sổ thấy Lâm Thanh cùng chủ tịch Tôn và những người khác uống rượu từng ly từng ly, cô rất đau lòng. Ngô Ưu dẫn Hà Tây Á đi quán ăn đường phố uống rượu, cô bất chợt nảy ra ý tưởng bán đồ chơi thắng được để đổi rượu uống. Ngô Ưu đến cửa hàng giao bán, rất nhanh thu hút được nhiều người, không lâu đã bán hết, Hà Tây Á bị cô làm cho cười không ngậm được miệng. Ngô Ưu uống say khướt về nhà, ép Hà Tây Á ôm cô lên xe, Hà Tây Á vì đậu xe sai quy định bị kéo đi, anh đành ôm Ngô Ưu về nhà. Ngô Ưu say không biết trời đất, Hà Tây Á đưa cô về nhà đặt lên giường, Ngô Ưu ôm chặt Hà Tây Á không buông tay. Hà Tây Á vùng vẫy hết sức, Ngô Ưu càng ôm càng chặt, anh chỉ có thể từ bỏ chống cự. Ăn no uống đủ sau, Lâm Thanh vật vã đưa chủ tịch Tôn và những người khác đi, vì say quá ngất xỉu trên đường. Lục Mạn vội vàng đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ cứu chữa cho Lâm Thanh, Cô không rời bước canh giữ bên giường Lâm Thanh. Lâm Thanh tỉnh dậy thấy Lục Mạn ở bên cạnh, anh giả vờ ngủ say, thỉnh thoảng lén nhìn Lục Mạn một cái, Lục Mạn lo lắng cho anh, Lâm Thanh trong lòng ấm áp. Hà Tây Á sáng sớm thức dậy, anh nhẹ nhàng đẩy Ngô Ưu quấn quanh mình ra, lén lút rời khỏi nhà Ngô Ưu. Ngô Ưu tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, không nhớ được ai đưa mình về, Ngô yêu nhận ra bố mẹ đều không ở nhà, không khỏi trong lòng mừng thầm. Lục Mạn sáng sớm mua cơm về, thấy phòng bệnh không có ai, mới nhận ra Lâm Thanh lén lút bỏ đi. Lâm Thanh sáng sớm đến cửa nhà chủ tịch Tôn chờ, chủ tịch Tôn đồng ý chuyển nhượng cổ phần, Lâm Thanh ngay lập tức gọi điện báo cho luật sư sớm làm thủ tục, rồi vội vàng chạy về bệnh viện, Lục Mạn thấy anh vừa gấp vừa giận, tự mình giám sát anh uống thuốc. Lục Mạn đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Phi, biết Ngô Ưu chia tay, Tô Phi hỏi Lục Mạn gần đây luôn nghỉ làm vì lý do gì, Lục Mạn vội vàng tìm lý do bao che, Tô Phi rủ cô ra ngoài gặp mặt. Lục Mạn đúng giờ đến quán Ba Hạnh, Tiền Gia Nhất hỏi nguyên nhân Lục Mạn xin nghỉ, Lục Mạn cũng không nói ra sự thật. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của các thành viên trong nhóm, cuối cùng cũng hoàn thành được nghiên cứu bằng sáng chế, Hà Tây Á rất vui mừng, bảo mọi người tối nay gặp nhau. Hà Tây Á vì đậu xe sai quy định bị trừ hết 3 điểm cuối cùng, Lương Khoái thúc anh sớm thi bằng lái. Hà Tây Á chỉ muốn dùng kỹ thuật bằng sáng chế để thu hút thêm nhiều thương hiệu vào, anh tạm thời không có thời gian, Lương Khoái đành đưa anh về nhà. Hà Tây Á vừa ra khỏi thang máy liền thấy Cửu Minh Vũ đến tìm Ngô Ưu, vội vàng chặn lại anh. Cửu Minh Vũ nói ra mục đích, anh là đến cảm ơn Ngô Ưu còn nhắc nhở Hà Tây Á đừng bỏ lỡ Ngô Ưu. Hà Tây Á đứng trước cửa nhà Ngô Ưu do dự không biết có nên vào không, Ngô Ưu đột nhiên về nhà. Hà Tây Á khen cô hôm nay đẹp quá, Ngô Ưu chẳng tin vào lời anh, châm chọc Hà Tây Á một hồi, Hà Tây Á sợ quá chạy về nhà. Ngô Ưu mỗi ngày vui vẻ, nhưng bố mẹ vẫn nhận ra cô chia tay, Ngô Ưu lại không để ý, hứa sẽ sớm tìm một người yêu. Lục Mạn và Lâm Thanh bận rộn với công việc thâu tóm, Lục Mạn kịp thời mang thuốc cho Lâm Thanh, thúc anh nhanh chóng uống, Lâm Thanh rất biết ơn, Lục Mạn muốn trừ tiền thuốc ra khỏi lương của anh. Hà Tây Á bắt Ngô Ưu lái xe đưa anh đi làm, Ngô Ưu kỹ năng lái xe chưa thành thạo, Hà Tây Á ở bên cạnh chỉ bảo. Ngô Ưu vì căng thẳng mà dễ sai ngã tư, Hà Tây Á đành gọi xe đi làm, bảo Ngô Ưu đưa xe đi, tối về đón anh về nhà, Ngô Ưu than thở không ngớt. Ngô Ưu sáng sớm đến làm, thấy đồng nghiệp tụng lại nói chuyện, cứ tưởng mọi người bàn tán chuyện cô và Cừu Minh Vũ, không ngờ Lục Mạn đại diện cho công ty hàng Duệ thâu tóm công ty duy nhất, Ngô Ưu kinh ngạc há hốc mồm. Tô Phi Ngô Ưu và Tiền Gia Nhất gọi Lục Mạn đến hỏi tội, Lục Mạn liên tục xin lỗi họ. Ngô Ưu và Tô Phi đều rất vui mừng có bạn bè giàu có như cô. Tiền Gia Nhất lại có ý định rút lui, cô muốn mời mọi người ăn lẩu, bỗng nhiên ngất xỉu trên đất. Ngô Ưu, Tô Phi và Lục Mạn đưa Tiền Gia Nhất đến bệnh viện, mới biết cô bị suy giảm chức năng buồng trứng. Họ không ngừng an ủi Tiền Gia Nhất, Tiền Gia Nhất quyết định tạm thời bỏ công việc, nghỉ ngơi một thời gian, Lục Mạn hết sức ủng hộ cô. Lâm Thanh gọi điện thoại mời Hà Tây Á và Lương Khoái gặp mặt tiết lộ chuyện lục mạn thâu tóm công ty duy nhất anh lo lắng lục mạn sẽ tiếp tục đối đầu với hà tây á lâm thanh nói rõ anh sẽ luôn ủng hộ lục mạn hà tây á nhận ra lâm thanh thích lục mạn khuyến khích anh can đảm theo đuổi lục mạn chính thức nhậm chức lâm thanh cố ý cho cô một phòng làm việc lục mạn rất thích cô bất chấp lâm thanh can ngăn chuyển cứu minh vũ đi chi nhánh không ngờ cứu minh vũ tự nguyện nộp đơn từ chức muốn đi hồng kông tìm an kỳ hoàng gia nam gọi điện thoại chúc mừng lục mạn thành công thâu tóm công ty duy nhất muốn tổ chức tiệc ăn mừng cho cô ngô ưu muốn nói cho hà tây á biết chuyện lục mạng thâu tóm công ty duy nhất cô đến ban công dùng đèn pin nháy về phía nhà hà tây á làm hiệu nhưng lại gọi được hà tiểu vũ ra hà tiểu vũ tiết lộ hà tây á gần đây bận rộn không kham nổi anh tự nguyện giúp ngô ưu điều tra tin tức ngô ưu cho là không cần thiết hà tiểu vũ nhân cơ hội mai mối cho họ ngô ưu trốn không kịp hà tiểu vũ cầu xin ngô ưu giúp anh tìm việc ngô ưu hứa hẹn ngô ưu đến quán ăn đường phố ăn xiên nướng hà tây á tan làm cũng đến đây ngô ưu tò mò anh gần đây bận cái gì Hà Tây Á im lặng không nói. Ngô Ưu tiết lộ cho anh biết tin tức Lục Mạn thâu tóm công ty duy nhất, Hà Tây Á sớm biết chuyện này rồi, anh vội vã ăn vài miếng rồi đi, Ngô Ưu rất bối rối. Tiền gia nhất vì bệnh nghỉ dài hạn, Cừ Minh Vũ lại từ chức đi, Tiểu Tuyết và Mỹ Lệ cùng đồng nghiệp đều đoán Ngô Ưu sẽ được thăng chức làm giám đốc, họ cố gắng làm hài lòng Ngô Ưu. Vô ý tiết lộ Lục Mạn là cô con gái thứ hai của Lục tổng công ty Hàng Duệ, nghĩa là Lục Vân là chị gái ruột của Lục Mạn, Ngô Ưu ngay lập tức kinh ngạc, không khỏi nhớ lại vụ tai nạn xe hơi năm xưa, Tài xế taxi lái xe đưa Ngô Ưu đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn khi đâm vào xe của Lục Vân, làm Lục Vân tử vong. Lục Mạn triệu tập hội đồng quản trị, công khai tuyên bố muốn thay đổi toàn bộ, thu hút thêm nhiều khách hàng, còn đặc biệt đề xuất mở rộng phần chăm sóc ra với thương hiệu lớn hơn Nhã Mạn, Phan tổng lo sợ xúc phạm Nhã Mạn, nhưng Lục Mạn đã quyết định. Hội nghị kết thúc, Lâm Thanh khổ sở khuyên nhủ Lục Mạn đừng tự ý và Nhã Mạn hủy hợp đồng, nhưng Lục Mạn chẳng nghe gì. Lâm Thanh gọi điện thoại mời Lương Khoái và Hà Tây Á gặp mặt, Hà Tây Á có việc bận không rảnh, cô đành bỏ qua. Lục Mạn không muốn hợp tác với Hoàng Gia Nam, cô về nhà than phiền với cha. Lục Tổng và Hoàng Tổng thành lập công ty yêu nhất với mục đích là muốn cho Lục Mạn và Hoàng Gia Nam có cơ hội. Anh còn cố gắng mai mối cho Lục Mạn và Hoàng Gia Nam. Lục Mạn không nỡ làm lòng cha đau, miễn cưỡng đồng ý cùng Hoàng Gia Nam làm việc. Ngô Ưu hẹn Lục Mạn gặp mặt, nói ra nguyên nhân thật sự của vụ tai nạn xe hơi của Lục Vân. Cô liên tục xin lỗi Lục Mạn. Lục Mạn ngay lập tức kinh ngạc, không nói được gì liền đi. Lục Mạn đứng bên bờ sông, không khỏi nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ khi cô và chị gái Lục Vân ở bên nhau vì vụ tai nạn mà chia cách hai thế giới lục mạn càng nghĩ càng buồn không nhịn được rơi lệ ngô ưu gọi tiền gia nhất đến tâm sự với cô về nỗi áy náy trong lòng tiền gia nhất an ủi cô tin rằng lục mạn sẽ suy nghĩ lại mà ngô ưu cũng là nạn nhân của vụ tai nạn lục mạn rất muộn mới về nhà thấy mẹ đang dọn dẹp đồ của chị gái lục vân lục mạn đau lòng khóc lóc mẹ mơ thấy lục vân lục vân bảo mẹ buông bỏ mẹ khuyên lục mạn cũng đừng tiếp tục chìm đắm trong đau khổ ngô ưu sáng sớm đến làm cô và lục mạn cùng đi một thang máy Lục Mạn lạnh nhạt với cô. Sau khi Cừu Minh Vũ từ chức, tiền gia nhất cũng nghỉ dài hạn, phòng kinh doanh cần một giám đốc đại diện, Phan tổng đề cử Ngô Ưu làm giám đốc đại diện phòng kinh doanh, đồng nghiệp đều cho rằng Ngô Ưu xứng đáng, Lục Mạn lại không đồng ý, bảo Phan tổng tiếp tục kiêm nhiệm. Đồng nghiệp bàn tán riêng tư, Ngô Ưu vô tình nghe được, cô trong lòng rất khó chịu. Ngô Ưu và Lục Mạn đổi chén đổi ly, nhân cơ hội rượu mạnh mở lòng với nhau, để lại đoạn ký ức đau khổ, hai người hòa thuận như ban đầu. Trong khi đó, Lâm Thanh và Hà Tây Á cũng gặp nhau tại nhà hàng này. Anh nói thẳng ra Hà Tây Á đang phát triển ứng dụng nhã mạn. Hà Tây Á thừa nhận không chối cãi. Vì chưa có lên mạng và liên quan đến bí mật thương mại, Hà Tây Á không tiện tiết lộ quá nhiều. Lâm Thanh rất ngưỡng mộ đối thủ cạnh tranh này. Ngô Yêu và Lục Mạn uống rượu nói chuyện, càng nói càng vui, không hay biết đã uống rất nhiều rượu. Ngô Yêu vui vẻ vẫy tay đạp chân, Lục Mạn cũng dần vào trạng thái say. Hà Tây Á và Lâm Thanh xuống tầng nhìn thấy hai người họ say bí tỉ, từng người đưa họ về nhà lâm thanh tiết lộ với lục mạn việc hà tây á phát triển nền tảng bán hàng lo lắng ảnh hưởng đến yêu nhất ngô ưu sớm dậy nhìn thấy hà tiểu vũ đang ăn sáng tại nhà mình bố mẹ không ngừng cho hà tiểu vũ thêm đồ ăn ngô ưu rất bất bình hà tiểu vũ rất oan ức hà tây á mỗi ngày bận rộn không kịp thở chẳng quan tâm gì đến anh mẹ ngô ép ngô ưu đem cơm cho hà tây á hà tây á dẫn đầu các thành viên nhóm làm việc không ngày không đêm cuối cùng hoàn thành nghiên cứu nền tảng bán hàng mới ngô ưu đến công ty đem cơm cho hà tây á vô tình nhìn thấy sách kế hoạch này Hà Tây Á sau đó vội vã quay lại văn phòng, Ngô Ưu háo hức hỏi anh về tình hình nền tảng bán hàng nhã mạn, Hà Tây Á trả lời thật thà. Ngô Ưu quay lại công ty muốn báo cáo với Lục Mạn về việc này, nhưng cô đã biết từ trước, Ngô Ưu cho rằng kế hoạch của Hà Tây Á không có chỗ nào sai sót, đề nghị trước khi nhã mạn lên mạng, đánh một khoảng thời gian, làm sự khác biệt về loại hàng độc quyền, nắm chắc khách hàng cơ bản, Lục Mạn hết sức ủng hộ Ngô Ưu để cô quyền xử lý việc này. Ngô Ưu mời Trần Tiểu Quả và Tiết Dương giúp đỡ, ba người ngay lập tức lao vào công việc căng thẳng. Trần Tiểu Quả và Tết Dương tan làm về nhà, Ngô Ưu tiếp tục làm thêm đến rất muộn. Hà Tây Á muốn mời thương hiệu chỉ định nước ngoài lộ ra vào nền tảng nhã mạn, anh dẫn Lương Khoái đến tìm tổng giám đốc Charlie nộp kế hoạch, nhưng Charlie không có ở công ty. Ngô Ưu và Trần Tiểu Quả cũng đến tìm Charlie, trợ lý lấy cả hai bên kế hoạch đi, hứa sẽ cùng gửi cho Charlie xem xét. Hà Tây Á mời Ngô Ưu ăn cơm, nhân cơ hội khuyên Ngô Ưu rời khỏi duy nhất gia nhập nhã mạn, Ngô Ưu quả quyết từ chối, còn tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng với Hà Tây Á. Lục Mạn và Ngô Ưu mỗi ngày làm thêm đến rất muộn, họ đều tự tin sẽ quyết định thắng thua với Nhã Mạn. Lâm Thanh đem cơm cho Lục Mạn, thấy cô mệt mỏi kiệt sức, liền mời cô đi đấm bốc giải tỏa. Hà Tiểu Vũ muốn đi làm thêm ở quán cà phê của Hùng Hạnh Nghi, anh đến tìm Ngô Ưu giúp đỡ, Ngô Ưu đúng lúc đến quán cà phê gặp bạn thân, liền dắt anh theo đi. Hà Tiểu Vũ chính thức đến quán cà phê làm việc, anh cố gắng làm hài lòng Mắm Tôm, Mắm Tôm cũng có cảm tình với anh. Lục Mạn vội vã đến gặp Hoàng Gia Nam, Hoàng Gia Nam lại lấy nhẫn ra cầu hôn cô lục mạn nhiều lần nói rõ họ hai người không thể nào cô muốn đi tìm lâm thanh đấm bốc hoàng gia nam cũng muốn đi lục mạn đành phải dẫn anh theo đi lâm thanh và lục mạn cùng nhau đấm bốc anh quan tâm cô hết mực hoàng gia nam nhìn thấy tất cả hà tiểu vũ được trường đại học hoàng giang tuyển chọn khi nhận được thư báo anh vui mừng la hét cha mẹ ngô nghĩ anh bị đánh kéo theo ngô ưu đi xem thế nào hà tiểu vũ giải thích nguyên nhân cha mẹ ngô cũng mừng cho anh hà tiểu vũ đề nghị đi ngoại ô nướng thịt câu cá hà tiểu vũ và ngô ưu ngồi bên bờ sông câu cá hai người không nhường nhịn nhau liên tục cãi nhau hà tiểu vũ ở bên nướng thịt đúng lúc này hà tây á và ngô ưu cùng nhận được điện thoại của trợ lý chắc ly bảo họ đến núi mắc can gặp chắc ly và nói rõ chắc ly chọn được ba nền tảng ngô ưu lái xe đưa hà tây á đi hà tiểu vũ ở lại và tiếp tục vui vẻ với những người bạn mới quen ngô ưu lái xe đến núi mắc can hà tây á phát hiện họ đang quanh quẩn ở chỗ liền muốn mở điện thoại dẫn đường kết quả điện thoại không có sóng xe bỗng nhiên hỏng điện thoại của hà tây á và ngô ưu đều không có sóng họ chỉ có thể dựng lều ở bên đường cắm trại ngô yêu ngước nhìn những vì sao trên trời không khỏi cảm thán hà tây á chăm chú nhìn vào mặt cô cùng lời khen trời đẹp ngô yêu và hà tây á đến lều qua đêm ban đầu cả hai đều rất ngại ngùng ngô yêu nhanh chóng bắt đầu ngáy hà tây á khó chịu muốn đẩy cô sang một bên ngô yêu lật người ôm chặt anh tiếp tục ngủ say hà tây á nhẹ nhàng đẩy chân và tay ngô yêu ra rồi ra ngoài ngồi hà tây á lạnh run rẩy chỉ có thể lại vào lều cởi áo khoác ra che cho ngô ưu anh ngồi bên cạnh ngủ gật Ngô Ưu sáng sớm tỉnh dậy, thấy Hà Tây Á co ro bên cạnh, lòng ấm áp, cô muốn che áo khoác cho Hà Tây Á, Hà Tây Á đột nhiên mở mắt, hai người đều ngẩn ngơ. Xe cứu thương vang lên, Ngô Ưu lợi dụng cơ hội chạy ra ngoài. Do Ngô Ưu và Hà Tây Á đều bỏ cuộc, trợ lý của Charlie từ chối nhận điện thoại của họ, Ngô Ưu và Hà Tây Á nhờ đồng nghiệp tìm cách liên lạc với trợ lý. Điện thoại của Hà Tây Á hết pin, anh giật dây sạc của Ngô Ưu, Ngô Ưu cũng không chịu thua, hai người tranh giành thời gian, Kết quả chắc ly vì họ hai nhà nói không giữ lời hủy bỏ cơ hội hợp tác. Ngô Ưu không cam lòng, cô trực tiếp đến khách sạn tìm trợ lý của chắc ly, trợ lý khuyên cô nên bỏ cuộc sớm, Ngô Ưu năn nỉ. Trợ lý tiết lộ chắc ly lần này đến Thượng Hải còn có một mục đích, đó là đưa vợ đi ăn thịt kho của Vương sư phụ. Lương Khoái cũng được biết tin này, anh báo cáo chi tiết cho Hà Tây Á. Hà Tây Á và Ngô Ưu lần lượt tìm đến nhà Vương sư phụ, mới biết Vương sư phụ đã qua đời 5 năm rồi. Ngô Ưu xin Vương nãi nãi chỉ cách làm thịt kho, Vương nãi nãi lo không nhớ chính xác ngô ưu muốn thử làm hà tây á giúp đỡ ở bên cạnh vô tình đâm thủng ngón tay ngô ưu vội vàng băng bó cho anh ngô ưu theo gợi ý của vương nãi nãi cuối cùng cũng làm xong thịt kho vương nãi nãi ăn thử một miếng thấy quá mềm không có độ dai ngô ưu kiên nhẫn làm đi làm lại đều không làm được hương vị của vương sư phụ hà tây á khuyên ngô ưu bỏ cuộc ngô ưu không chịu thua cô lại làm một phần vương nãi nãi nếm một miếng cô xúc động rơi lệ khen ngô ưu làm giống y như vương sư phụ hà tây á khen ngô ưu là một đầu bếp giỏi Charlie cùng vợ đến nhà hàng ăn cơm, anh tức núi lần này không cho vợ ăn được thịt kho của Vương sư phụ. Ngô Ưu và Hà Tây Á sau đó vội vã đến, Ngô Ưu tự tay làm thịt kho, vợ Charlie ăn một miếng, liên tục khen Ngô Ưu làm hoàn hảo, Charlie rất thích phác thảo của Hà Tây Á, quyết định hợp tác với công ty nhã mạn, vợ Charlie rất thích phác thảo của Ngô Ưu, hứa năm sau sẽ đưa thương hiệu thời trang của mình vào duy nhất. Ngô Ưu vòng một thua Hà Tây Á, cô xin lỗi lục mạn. Ngô Yêu cho rằng phác thảo của mình rất hoàn hảo không ngờ Hà Tây Á lại đồng ý để lợi nhuận năm đầu tiên thuộc về công ty lộ ra. Charlie cuối cùng vẫn chọn hợp tác với anh, mà còn ký luôn hợp đồng 5 năm. Ngô Ưu về việc này không thể nào quên, Lục Mạn khuyên cô đừng để bụng. Ngô Ưu lo lắng Hà Tây Á sẽ tiếp tục dùng cách này thu hút khách hàng, cô quyết định thay đổi chiến lược đối phó, Lục Mạn ủng hộ cô hết mình. Hùng Hạnh Nghi nhìn thấy phát thảo quảng cáo mà Vương Tử Hạo gửi đến, phát hiện ra công ty Nhã Mạn, anh liền gọi điện báo cho Ngô Ưu, Ngô Ưu lập tức chạy qua xem thế nào. Tô Phi mời ông Vương làm khách trực tuyến, trực tuyến người xem nổ đùng đùng tô phi cảm ơn ông vương đã đến anh và vương tử hạo là bạn cùng trường tô phi liền hỏi anh về tình hình gần đây của vương tử hạo biết vương tử hạo rất có triển vọng nhưng vì tính cách cứng đầu chỉ có thể nhận quảng cáo nhỏ cuộc sống không được tốt lắm ngô ưu cẩn thận xem lại phát thảo của công ty nhã mạn cô gọi điện gọi tô phi đến tô phi biết rõ ngô ưu và hà tây á là đối thủ cạnh tranh khi cô biết phát thảo là vương tử hạo gửi đến vẫn muốn nhận quảng cáo đại diện cho nhã mạn hùng hạnh nghi tiết lộ hoàng sở sở cũng là một trong những người được chọn Tô Phi không muốn vướng vào với cô ấy, quyết định từ bỏ Nhã Mạn. Ngô Ưu dĩ nhiên rất vui, Tô Phi còn tiết lộ cho Ngô Ưu danh sách các diễn viên khác mà Nhã Mạn chọn. Ngô Ưu muốn mời Tô Phi làm đại diện, Lục Mạn giao quyền cho cô xử lý toàn bộ. Ngô Ưu sai Trần Tiểu Quả liên lạc với những diễn viên đó, họ biết Tô Phi sẽ làm đại diện cho duy nhất, đồng ý hợp tác với Ngô Ưu. Ngô Ưu cảm thấy chiến thắng không công bằng, muốn gửi tin nhắn cho Hà Tây Á thừa nhận sai lầm, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ mặt đối mặt. Hà Tây Á kéo Lương Khoái và Lâm Thanh đánh bi anh rất hứng thú lương khoái và lâm thanh đều mệt mỏi huấn luyện viên của phòng bi ra hạ bình tự nguyện đến tìm hà tây á đối đánh lương khoái nhìn thấy hạ bình không những người xinh đẹp thân hình còn rất gợi cảm anh liền hứng khởi tự nguyện yêu cầu đối đánh với hạ bình muốn nhân cơ hội xin số WeChat của cô hạ bình một hơi đánh hết tất cả các quả bóng vào lỗ rồi bỏ đi lương khoái không chạm được quả bóng nào cũng không xin được số WeChat của hạ bình anh rất ăn năn hà tây á chế giễu anh lương khoái giận quá tiết lộ anh và cô gái qua đêm ngoài trời Lâm Thanh khích lệ Hà Tây Á chủ động theo đuổi, Hà Tây Á tức giận nghiến răng. Hôm nay là sinh nhật của Lâm Thanh, Hà Tây Á muốn làm chủ để chúc mừng anh, nhưng Lâm Thanh và Lục Mạn đã hẹn nhau, anh sớm ra về. Ngô Ưu gửi tin nhắn mời Hà Tây Á ăn xiên nướng, Lương Khoái trở thành người cô đơn, anh đành về nhà ăn cơm. Hà Tây Á đúng giờ đến hẹn, muốn nhân dịp này bày tỏ tình cảm với Ngô Ưu, Ngô Ưu lầm tưởng Hà Tây Á lại muốn thuyết phục cô đi nhã mạn, cô quả quyết từ chối, Hà Tây Á ngập ngừng, Ngô Ưu nhận ra ý định của anh, từ chối tình cảm của anh. Hà Tây Á đột nhiên nhận được điện thoại của Lương Khoái, biết Tô Phi và các diễn viên khác đều từ chối hợp tác với Nhã Mạn, bây giờ chỉ còn Hoàng Sở Sở, Hà Tây Á lo lắng không thôi. Lục Mạn rất muộn mới tan làm, Lâm Thanh gửi tin nhắn mời cô ở nhà xem phim, Lục Mạn xem một lúc, liền mệt mỏi ngủ gật trên ghế sofa, Lâm Thanh rất thương cô. Lục Mạn kéo Lâm Thanh ra ngoài đi dạo, ở cửa hàng tiện lợi trên đường mua nến và bánh kem nhỏ, chúc mừng sinh nhật Lâm Thanh, Lâm Thanh lòng ấm áp, anh nhân cơ hội bày tỏ tình cảm với Lục Mạn. Lục Mạn tự nhận không dám yêu. Sợ bị tổn thương, Lâm Thanh hứa từ nay về sau sẽ khiến cô không còn sợ hãi. Lục Mạn không kìm được cảm xúc hôn lên Lâm Thanh, hai người ôm nhau say đắm. Hôm nay bắt đầu quay quảng cáo, Hà Tây Á sớm đến phòng chụp, Hoàng Sở Sở lại chậm trễ, Hà Tây Á muốn đợi cô 10 phút, nếu đến lúc đó vẫn không đến thì hủy hợp đồng với Hoàng Sở Sở. Hà Tây Á đến phòng trang điểm, từ xa nhìn thấy Ngô Ưu, Ngô Ưu vội vàng dùng báo che mặt, Hà Tây Á thấy diễn viên mà Nhã Mạn mời đều bị Ngô Ưu đào mỏ, anh rất tức giận. Hoàng Sở Sở nghe được diễn viên đại diện cho công ty nhã mạn chỉ còn mình cô, cố tình đòi giá cao, Hà Tây Á lập tức quay mặt, mời Ngô Ưu làm đại diện quảng cáo. Ngô Ưu kiên quyết không đồng ý, Hà Tây Á bắt cô thực hiện lời hứa khi thoát khỏi kho, Ngô Ưu không thể làm quảng cáo cho đối thủ cạnh tranh. Hà Tây Á bắt cô đeo mặt nạ trắng quay phim, Ngô Ưu không biết diễn, cô và nam chính luôn không thể nhập vai, khiến quay phim phải dừng lại liên tục, đạo diễn rất bực mình. Lương Khoái đành đến tìm Hà Tây Á xin giúp, Hà Tây Á đi tìm Ngô Ưu nói chuyện. Hai người không nói được gì đã cãi nhau. Đạo diễn thấy Hà Tây Á rất hợp ống kính, liền để anh thay thế Nam Chính tiếp tục quay phim. Hà Tây Á và Ngô Ưu hợp tác ăn ý, anh cởi mặt nạ của Ngô Ưu, hai người nồng nhiệt hôn nhau, đạo diễn rất hài lòng, quảng cáo hoàn thành, Ngô Ưu vì xấu hổ vội vàng chạy đi. Sau khi quay xong, Hà Tây Á muốn về nhà cùng Ngô Ưu, Ngô Ưu nghĩ rằng anh ta có ý định khác, tuyên bố rằng sự tiếp xúc thân mật hôm nay là do nội dung kịch bản và đã lật sang trang mới, Hà Tây Á tức không nói nên lời. Hà Tây Á nhận được những bức ảnh thân mật của anh ta và Ngô Ưu do Lương Khoái chụp lén, anh ta xem kỹ từng bức ảnh, không tự chủ được cười ra tiếng. Hà Tiểu Vũ nhìn thấy những bức ảnh này, không nhịn được trêu chọc Hà Tây Á, Hà Tây Á không cho anh ta phát tán những bức ảnh này. Ngô Ưu mất ngủ, lo sợ bị công ty trách cứ, cô liền gửi tin nhắn xin Hà Tây Á đừng phát sóng khuôn mặt của cô, Hà Tây Á hứa hẹn. Đạo diễn phát sóng đoạn quảng cáo của Hà Tây Á và Ngô Ưu, Hà Tây Á rất hài lòng, Lương Khoái để lại một bản quảng cáo có khuôn mặt của Ngô Ưu. Hà Tây Á không cho anh ta công khai. Nền tảng mới chính thức ra mắt, đoạn quảng cáo của Hà Tây Á và Ngô Ưu nhanh chóng nổi tiếng trên mạng, số lượng khách truy cập nền tảng tăng lên từng ngày, các nhà buôn kinh doanh đến liên tục. Trần Tiểu Quả, Mỹ Lệ và Tết Dương xem kỹ đoạn quảng cáo, họ đều cho rằng nữ chính rất giống Ngô Ưu, nhưng lại cảm thấy không thể, Ngô Ưu cố gắng che giấu. Hà Tây Á mỗi khi có thời gian là xem đi xem lại đoạn quảng cáo đó, lương khoái đến báo cáo công việc cho anh ta, không nhịn được chọc giỡn anh ta, Hà Tây Á ba chữ hai ngôn đuổi lương khoái đi rồi tiếp tục xem đoạn phim đó. Lương Khoái lén lại quan sát Hà Tây Á, Hà Tây Á lợi dụng cơ hội hỏi anh ta bí quyết làm hài lòng con gái. Lương Khoái gọi điện thoại mời Lâm Thanh ra ngoài ăn mừng nền tảng mới ra mắt, Lâm Thanh bịa chuyện không có thời gian từ chối. Ngô Ưu tan ca về nhà, cha mẹ nấu một bàn ăn lớn, mẹ cầm điện thoại xem những bức ảnh thân mật của Hà Tây Á và Ngô Ưu. Ngô Ưu biết được những bức ảnh là do Hà Tiểu Vũ cung cấp, liền đến tìm Hà Tiểu Vũ thanh toán, Hà Tiểu Vũ thêm dầu vào lửa miêu tả Hà Tây Á thích Ngô Ưu ngô ưu cảnh báo anh ta không được phép tiết lộ ảnh nếu không sẽ không khách sáo với hai anh em họ hà tây á theo lời gợi ý của lương khoái mua một lúc rất nhiều đồ ăn vặt mà cô gái thích hà tây á luyện đi luyện lại những lời tỏ tình với ngô ưu ngô ưu vừa đến siêu thị mua giấm cô ấy ở phía sau hà tây á thanh toán hà tây á giải thích những đồ ăn vặt này đều là mua cho cô gái anh ta vô tình làm rơi bao cao su trên kệ hàng vào xe đẩy ngô ưu hiểu lầm anh ta muốn cùng cô gái mở phòng cố tình trước tiên quét mã bao cao su rồi tức giận rời đi hà tây á vội vàng đuổi theo liên tục giải thích vừa rồi là vô ý ngô ưu hoàn toàn không tin cô gái đánh bóng bàn hạ bình đi đến đối diện cô ấy nhìn ra hà tây á ngay lập tức nhiệt tình chào hỏi hà tây á còn miệng miệng nói có duyên với hà tây á ngô ưu nhìn thấy hạ bình không những xinh đẹp thân hình cũng rất mềm mại cô ấy càng tức không chịu được giận dữ không quay đầu lại rời đi ngô ưu vừa về nhà hà tây á liền dắt hà tiểu vũ đến ăn xin mẹ ngô vội vàng lấy ra bánh cuốn cho họ luộc hà tây á nhắc nhở cô ấy đến giờ đi nhảy sân trường rồi Mẹ Ngô vội vàng gọi chồng cùng ra ngoài, để Ngô Ưu cho họ hai người luộc bánh cuốn. Ngô Ưu không những không giúp đỡ luộc bánh cuốn, còn muốn đuổi Hà Tây Á đi, Hà Tây Á chỉ có thể tự mình luộc bánh cuốn, còn lén lút đuổi Hà Tiểu Vũ đi. Hà Tây Á luộc xong bánh cuốn, cố ý ngồi đối diện với Ngô Ưu ăn, Ngô Ưu thúc anh ta nhanh chóng đi khách sạn, Hà Tây Á quyết định tối nay sẽ ở lại nhà cô ấy để chứng minh vô tội, Ngô Ưu giận dữ quay về phòng mình. Lâm Thanh dẫn Lục Mạn đến phòng tập quyền anh, anh ta làm đối tác tập luyện cho Lục Mạn. Lục Mạn vô tình đánh ngã Lâm Thanh xuống đất, vội vàng kéo anh ta đứng dậy, Lâm Thanh lợi dụng cơ hội hôn Lục Mạn một cái. Hà Tây Á cứ lưu luyến ở nhà Ngô Ưu không đi, một mình ngồi trên ghế sofa xem chương trình giải trí, bố và mẹ Ngô nhảy sân trường về, ba người cùng xem chương trình, hai vợ chồng mệt mỏi về phòng ngủ, Hà Tây Á tiếp tục ở lại nhà Ngô Ưu, Ngô Ưu nói với anh ta những lời cay độc. Lâm Thanh đưa Lục Mạn về nhà, Lục Mạn còn muốn cùng anh ta đi xem một bộ phim, Lâm Thanh không muốn làm cho bố mẹ cô ấy lo lắng lục mạn xuống xe sau hôn lâm thanh một cái mới vui vẻ về nhà tiền gia nhất ngày mai phải về thượng hải cô ấy gửi tin nhắn trong nhóm lục mạn ngô ưu và tô phi đều muốn đến sân bay đón cô ấy ngô ưu sớm dậy thấy hà tây á nằm trên ghế sofa ngủ một đêm ngô ưu mắng anh ta một trận hà tây á chỉ là muốn chứng minh sự trong sạch của mình ngô ưu hoàn toàn không tin hà tây á chỉ có thể thừa nhận anh ta thích ngô ưu ngô ưu lập tức ngây người bố và mẹ ngô nghe tin ra ngoài hà tây á vội vàng tìm cớ rời đi mẹ V.K.U cố gắng thuyết phục ngô ưu chấp nhận hà tây á ngô ưu không nói gì cả chạy về phòng mình cô ấy cảm thấy hành động của hà tây á vừa rồi rất đẹp trai tô phi thức khuya luyện thoại cuối cùng mệt mỏi nằm trên ghế sofa ngủ hùng hạnh nghị muốn ôm cô ấy về giường tô phi quyết liệt phản đối lâm thanh biết hà tây á chủ động tỏ tình với cô gái mà tất cả đều là lương khoái cho anh ta ý kiến còn bảo hà tây á phải dùng hết sức không biết xấu hổ lâm thanh không nhịn được cười nhạo hà tây á là kẻ ngốc hà tây á tức giận nghiến răng lương khoái vội vàng chuyển đề tài sau khi ly hôn, Tiền Gia Nhất đi ra ngoài quay một vòng lớn trở lại, phát hiện ba người bạn thân đều có sự thay đổi rất lớn, cô không kịp chờ đợi muốn biết họ từng người đều xảy ra chuyện gì. Lục Mạn tuyên bố cô yêu rồi, Ngô Ưu một cái liền đoán ra là Lâm Thanh, Tô Phi làm mơ làm sao, còn muốn cùng tình đầu Vương Tử Hạo nói chuyện tình yêu. Đồng thời, ba người đàn ông cũng ở cùng nhau nâng ly nói chuyện vui vẻ, Lâm Thanh và Lương Khoái ngươi một câu ta một câu lấy Hà Tây Á và Ngô Ưu làm trò cười, khuyến khích anh Dũng cảm tỏ tình với Ngô Ưu. Lâm Thanh còn tiết lộ tiến trình tình cảm của anh và Lục Mạn. Hy vọng Hà Tây Á không phải vì chuyện Lục Vân mà bận tâm, Hà Tây Á sớm đã lật trang chuyện đó rồi, bây giờ đầu óc đều là Ngô Ưu. Tiền Gia Nhất kết thúc kỳ nghỉ trở lại công việc duy nhất, cô báo cáo với Lục Mạn kế hoạch công việc bước tiếp theo, Ngô Ưu mang cơm chưa đến cho Tiền Gia Nhất, Lục Mạn kiên nhẫn chờ Lâm Thanh mang cơm chưa tình yêu đến, Ngô Ưu bảo cô chia sẻ một chút cảm giác yêu đương, Lục Mạn cảm thấy cô và Lâm Thanh ở bên nhau, trải nghiệm được sự an tâm chưa từng có. Mỹ La La lên sóng từ đó Sản phẩm của Nhã Mạn tăng trưởng doanh số bán hàng hơn dự kiến là 35%, thu hút rất nhiều thương hiệu nổi tiếng vào ở, Hà Tây Á rất hài lòng, mời mọi người cùng nhau ăn mừng một chút. Ngô Ưu đến quán ăn đường phố ăn xiên nướng, Hà Tây Á sau đó cũng đến, Ngô Ưu tránh xa anh ấy, muốn mang về ăn, Hà Tây Á xin cô ấy ăn cùng, Ngô Ưu đành cứng rắn ngồi xuống. Sau bữa ăn, Ngô Ưu và Hà Tây Á cùng nhau về nhà, Ngô Ưu cố gắng tách rời mối quan hệ với anh ấy, Hà Tây Á thừa nhận đã bắt đầu thích Ngô Ưu từ lâu, chân thành muốn hẹn hò với cô ấy. Ngô Ưu cảm thấy quá bất ngờ, cô ấy chưa sẵn sàng tâm lý, Hà Tây Á hứa sẽ chờ cô ấy. Đêm đó, Ngô Ưu và Tô Phi đều mất ngủ, họ đều rất mơ hồ, không chắc chắn về tình cảm của mình. Ngô Ưu và Tô Phi sớm đến phòng tập thể dục, họ đều bị tỏ tình, lại đều không quyết định được, liền tâm sự với nhau về những phiền não trong lòng. Hà Tiểu Vũ nỗ lực làm hài lòng Mắm Tôm, Mắm Tôm hỏi anh ấy cách kinh doanh quán cà phê, Hà Tiểu Vũ đề nghị làm bán hàng không người. Mắm Tôm đồng ý với ý kiến của anh ấy. Hà Tiểu Vũ bất ngờ nhận được điện thoại của chú hàng xóm, biết cha mình đã đốt cháy bếp, anh ấy vội vàng yêu cầu gửi ảnh hiện trường hỏa hoạn, phát hiện không có gì nghiêm trọng, Hà Tiểu Vũ muốn lừa Hà Tây Á về nhà xem cha, liền cố ý chỉnh sửa ảnh hiện trường thành một mớ hỗn độn. Hà Tiểu Vũ tiết lộ với Ngô Ưu vụ bếp bị cháy, nhờ Ngô Ưu thuyết phục Hà Tây Á về nhà xem cha, Hà Tiểu Vũ kể cho Ngô Ưu nghe lý do Hà Tây Á nhiều năm không về nhà. Hà Tiểu Vũ và Hà Tây Á là anh em cùng cha khác mẹ, cha Hà Tây Á ngoại tình sinh ra Hà Tiểu Vũ. Hà Tiểu Vũ từ nhỏ đã bị mẹ ruột bỏ rơi. Cha nói dối Hà Tiểu Vũ là con nuôi của anh ấy, mẹ Hà Tây Á không oán không trách nuôi lớn Hà Tiểu Vũ, vô tình biết được thân phận thật của Hà Tiểu Vũ. Cô ấy tức giận ly hôn với chồng, không lâu sau đã qua đời, Hà Tây Á căm ghét cha mình, anh ấy cố chấp bỏ nhà ra đi, từ đó không bao giờ quay về. Ngô Ưu biết được chuyện gốc rễ, đồng ý giúp Hà Tiểu Vũ thuyết phục Hà Tây Á. Hà Tiểu Vũ nói dối nhà bị cháy, cha bị thương nhập viện, Hà Tây Á đồng ý đóng tiền đóng sức, anh ấy quyết không về nhà, ngô ưu bên cạnh khuyên nhủ khổ sở hà tây á cứ không chịu mở miệng lục mạn và lâm thanh bắt đầu yêu nhau lâm thanh tạm thời không muốn công khai họ chỉ có thể lén lút hẹn hò hà tây á suy nghĩ kỹ càng quyết định cùng hà tiểu vũ về nhà trước khi đi hà tây á gửi mật khẩu cửa nhà cho ngô ưu hà tây á trở về quê nhà cẩm khê sau nhiều năm xa cách thấy nhà cửa nguyên vẹn cha hà mộ trạch không những không nhập viện còn cãi vã với hàng xóm vì chuyện mượn tiền hà tây á tức giận xấu hổ chỉ trích hà tiểu vũ và hà mộ trạch liên kết lừa anh ấy Hà Mộ Trạch giận dữ muốn đuổi Hà Tây Á đi. Hà Tây Á và Hà Mộ Trạch không nói một lời cũng cãi nhau không ngớt, Hà Mộ Trạch cưỡng bức đuổi anh ấy đi, Hà Tây Á cầm hành lý rời đi, Hà Tiểu Vũ trách cha Hà Mộ Trạch quá bốc đồng. Hà Tây Á đi qua cửa hàng phụ tùng, từ miệng chủ cửa hàng biết cha mình đã mua máy hút mùi ở cửa hàng của anh ấy nhưng không trả tiền, Hà Tây Á ngay lập tức trả gấp đôi số tiền. Lâm Thanh đưa Lục Mạn về nhà, Lục Mạn muốn công khai mối quan hệ của họ với bố mẹ, Lâm Thanh đồng ý tìm một cơ hội thích hợp để nói, Lục Mạn chủ động yêu cầu ôm ấp còn lợi dụng cơ hội hôn Lâm Thanh một cái, Lục tổng nhìn thấy rõ ràng từ cửa sổ. Ngô Ưu hôm nay nghỉ, cô ấy ngồi trên ghế sofa chơi game, mẹ quét sàn nhà, cô ấy không ngẩng đầu tiếp tục chơi game. Mẹ cô ấy rất bất mãn, bố cô ấy lợi dụng cơ hội khuyên cô ấy ra ngoài đi bộ. Ngô Ưu đành trốn về phòng mình. Cô ấy chán nản, muốn về quê nhà Cẩm Khê của Hà Tây Á xem, lại tìm thấy Cẩm Khê có khách sạn đang giảm giá. Ngô Ưu nhanh chóng đến Cẩm Khê, vừa thấy Hà Tây Á ngồi ở một nhà hàng lơ đãng, cô ấy vội vàng qua chào hỏi. Hà Tây Á vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, liên tục khen cô ấy xinh đẹp, Ngô Ưu bịa chuyện nghỉ phép đến đây du lịch. Ngô Ưu đến khách sạn giảm giá đó, kết quả phòng đã hết, Hà Tây Á liền đưa Ngô Ưu đến khách sạn anh ấy ở, Ngô Ưu tò mò anh ấy sao không về nhà ở. Hà Tây Á không muốn gây rắc rối, Ngô Ưu khuyên anh ấy chủ động giải quyết rắc rối để tránh càng tích càng nhiều. Hà Tây Á đưa Ngô Ưu đi ăn, tiện thể tham quan một vòng cẩm khê, Ngô Ưu say mê lãng quên. Hà Mộ Trạch lần mò ở cửa nhà rất lâu, muốn đợi Hà Tây Á về nhà, nhưng không muốn nói ra hà tiểu vũ nhìn ra tâm sự của anh ấy liền lật ra ảnh của hà tây á còn giới thiệu chi tiết bạn gái của hà tây á là ngô ưu hà mộ trạch nắm điện thoại không nhìn đủ hà tây á đưa ngô ưu đến một quán mì ăn hà tây á ăn mì vui vẻ bức ảnh của anh ấy treo trên tường chủ quán giảng coi anh ấy như biển hiệu vàng của quán ngô ưu chưa bao giờ thấy hà tây á cười rạng rỡ như vậy liền chụp lại bức ảnh đó hà tây á khen chủ quán nhà mì có vị ngon chủ quán tự nhận người già rồi cũng không còn sức nữa còn nói ra cha Hà Tây Á là Hà Mộ Trạch cũng già rồi, Hà Tây Á ngay lập tức im lặng. Sau bữa ăn, Ngô Ưu hỏi Hà Tây Á về chuyện xưa, Hà Tây Á nhớ rõ mẹ anh ấy biết bị lừa sau vẻ mặt thất vọng, Ngô Ưu cố gắng an ủi anh ấy, cưỡng bức kéo anh ấy về nhà. Lục Tổng ép Lâm Thanh rời xa Lục Mạn, Lâm Thanh bị ép không còn cách nào khác đành đồng ý. Lục Mạn cả ngày không nhận được tin nhắn của Lâm Thanh, cô ấy gửi tin nhắn hỏi thăm, Lâm Thanh nói dối mình đang bận, Lục Mạn cũng không hỏi thêm. Hà Tây Á đưa Ngô Ưu đến cửa nhà từ xa nhìn thấy hà mộ trạch ngủ gục ở cửa anh ấy gửi tin nhắn báo cho hà tiểu vũ rồi kéo ngô ưu đi đêm khuya lâm thanh một mình đến dưới bánh xe lớn nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên lục mạn lòng đau nhói ngô ưu sáng sớm ra ngoài chơi thấy hà mộ trạch đang câu cá trên cầu nhỏ hà mộ trạch nhận ra cô ấy là bạn gái của hà tây á hà tiểu vũ đúng lúc đến đón hà mộ trạch hà mộ trạch vội vàng dọn đồ nhiệt tình mời ngô ưu cùng về nhà lâm thanh tự nguyện xin chuyển về hàng duyệt lục mạn khăng khăng giữ lại nhưng lâm thanh đã quyết định rồi anh ấy nhanh chóng dọn đồ đi. Lục Mạn nhìn phòng làm việc trống rỗng của Lâm Thanh, lòng tức giận. Tiền Gia nhất muốn nói chuyện với Lục Mạn, cô ấy lịch sự từ chối. Hà Mộ Trạch bận rộn chào đón Ngô Ưu, tự tay làm món ăn ngon mời cô ấy. Ngô Ưu liên tục giải thích mối quan hệ của cô ấy và Hà Tây Á. Hà Mộ Trạch tin tưởng cô ấy chính là bạn gái của Hà Tây Á, Ngô Ưu cũng không còn cố chấp. Hà Tây Á đến dọn mộ cho mẹ, thấy trước mộ còn một bó hoa, anh ấy cúi đầu một cái rồi lặng lẽ rời đi. Tô Phi bị Vương Tử Hạo bất ngờ tỏ tình và hôn môi làm cô ấy bối rối không biết làm gì, cô ấy cố gắng đẩy Vương Tử Hạo ra, vội vàng đổi chủ đề, Vương Tử Hạo cũng không cưỡng ép nữa. Ngô Ưu rủ Hà Tây Á ra ngoài, muốn dẫn anh ấy về nhà thưởng thức cơm do Hà Mộ Trạch nấu. Hà Tây Á quả quyết từ chối, nhưng lại không chịu nổi sự năn nỉ của Ngô Ưu, Hà Tây Á cứng rắn theo cô ấy về nhà. Hà Mộ Trạch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh ấy tự tay chuẩn bị một bàn ăn lớn, Ngô Ưu và Hà Tiểu Vũ đều cảm thấy khó nuốt, nhưng lại không muốn làm Hà Mộ Trạch buồn. Họ cố gắng ăn hết, Hà Tây Á cũng thấy rất khó ăn, anh ấy cũng không thể biểu lộ ra. Sau bữa ăn, Ngô Ưu kéo Hà Mộ Trạch và Hà Tây Á cùng đi chơi, Hà Tây Á vướng víu không qua được chỉ có thể đi theo. Hà Mộ Trạch dẫn Ngô Ưu đi tham quan khắp nơi, Hà Tây Á theo sát phía sau, Ngô Ưu lợi dụng cơ hội để Hà Tây Á và Hà Mộ Trạch chụp ảnh lưu niệm. Hà Mộ Trạch cười rạng rỡ, anh ấy lên cầu vì không vững mà suýt té ngã, Hà Tây Á vội vàng tiến lên giúp anh ấy, Ngô Ưu nhìn thấy cảnh này, lòng cảm thấy an ủi. Hà Mộ Trạch dẫn Ngô Ưu và Hà Tây Á chơi cả ngày ở Cẩm Khê, họ chơi rất vui. Điều duy nhất tiếc nuối là Ngô Ưu muốn đi nhất là viện bảo tàng đã đóng cửa, Hà Mộ Trạch hứa ngày mai sẽ dẫn cô đến. Đêm đó, Hà Tây Á dẫn Ngô Ưu đi ăn mì, Ngô Ưu nói ra món ăn do Hà Mộ Trạch nấu có vị rất kỳ quặc, nhắc Hà Tây Á chú ý đến sức khỏe của Hà Mộ Trạch, tốt nhất là đưa anh ấy đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hà Tây Á ghét Ngô Ưu can thiệp quá nhiều. Ngô Ưu đến ban công và gọi video với bố mẹ, mẹ nhắc cô ấy và Hà Tây Á phải tốt với nhau rất muốn họ ở bên nhau ngô ưu bảo chữa đủ kiểu miệng nói đến cẩm khê không phải vì hà tây á hà tây á đúng lúc đến ban công anh ấy cố ý tiến lại và chào hỏi bố mẹ ngô ưu ngô ưu vội vàng cắt đứt cuộc gọi hà tây á hỏi ngô ưu đến cẩm khê với mục đích gì ngô ưu thừa nhận là muốn họ cha con hòa thuận hà tây á không cho cô ấy can thiệp quá nhiều hứa ngày mai sẽ đưa cô ấy đi viện bảo tàng rồi sẽ về thượng hải hà tây á dẫn ngô ưu chơi cả ngày ngô ưu khăng khăng muốn mua rau về nhà nấu cơm hà tây á không cãi được đành đồng ý hà tiểu vũ về nhà ăn cơm vô tình thấy hà mộ trạch và một người phụ nữ trung niên nói chuyện anh ấy cũng không để ý nhiều ngô ưu nấu một bàn ăn lớn bốn người ngồi quanh bàn ăn hà mộ trạch thông báo tin tức về việc anh ấy tái hôn hà tây á phản đối quyết liệt nói những lời xấu xa với hà mộ trạch hà tiểu vũ vội vàng can ngăn ngô ưu cũng ở bên cạnh khuyên bảo hà mộ trạch muốn cưới mẹ ruột của hà tiểu vũ hà tiểu vũ kiên quyết không đồng ý anh ấy ghét bỏ mẹ ruột bỏ rơi mình coi mẹ đẻ của hà tây á là mẹ mình nhưng hà mộ trạch đã quyết định rồi Hà Tiểu Vũ giận dữ không ăn cơm cũng chạy ra ngoài. Hà Mộ Trạch, Hà Tây Á và Ngô Ưu chia nhau đi tìm Hà Tiểu Vũ, kết quả đều không có gì. Lục Mạn chủ động đến hàng duyệt tìm Lâm Thanh, mới biết anh ấy đi công tác rồi, Lục Mạn cảm thấy thất vọng, liền đi tìm Tô Phi và Tiền Gia Nhất than vãn, Tô Phi khuyến khích cô ấy chủ động tỏ tình với Lâm Thanh. Hà Mộ Trạch mưa to đến mộ mẹ Hà Tây Á, xin lỗi bà ấy, Ngô Ưu sau đó đến đưa Hà Mộ Trạch về nhà, Hà Tây Á từ xa nhìn thấy cảnh này, lòng đau đớn. Hà Tiểu Vũ và Hà Tây Á suy nghĩ kỹ lưỡng, quyết định ủng hộ Hà Mộ Trạch tái hôn, Ngô Ưu sáng sớm đi cùng hai anh em họ về nhà. Hà Mộ Trạch tự mình khóa trong phòng không chịu ra, Hà Tiểu Vũ liên tục xin lỗi anh ấy, Hà Tây Á đồng ý anh ấy tái hôn. Hà Mộ Trạch mới chịu mở cửa, anh ấy vì sức khỏe không tốt mà ngất xỉu trên đất, Hà Tây Á họ vội vàng đưa Hà Mộ Trạch đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra phát hiện bệnh tình của Hà Mộ Trạch nặng hơn, thực ra Hà Mộ Trạch sớm đã biết mình bị u não. Bác sĩ khuyên anh ấy sớm nhập viện, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ điều trị tốt nhất, nhưng anh ấy cứ không chịu chữa trị hà tiểu vũ nhận ra ngày hôm đó nói chuyện với hà mộ trạch chính là bác sĩ này bác sĩ khuyên hà mộ trạch nên nhập viện anh ấy muốn đợi con cái đi rồi mới nói hà tiểu vũ biết được chuyện gì xảy ra anh ấy rất đau lòng hà tây á cũng rất buồn ngô ưu lời lẽ an ủi họ đề nghị đưa hà mộ trạch đến bệnh viện lớn ở thượng hải điều trị hà tây á đến phòng bệnh thăm hà mộ trạch hà mộ trạch thừa nhận trước đây hành động của mình quá ích kỷ nợ con cái và gia đình quá nhiều hà tây á khuyên anh ấy quên đi những ân oán trước đây nhưng hà mộ trạch làm sao có thể buông bỏ anh ấy nghiêm túc xin lỗi Hà Tây Á, chúc Hà Tây Á và Ngô Ưu hạnh phúc, Hà Tây Á muốn đưa anh ấy đi Thượng Hải chữa bệnh, Hà Mộ Trạch liên tục cảm ơn anh ấy. Lục Mạn trang hoàng nhà Lâm Thanh lại, còn mua hoa tươi và đồ ăn ngon, muốn cho Lâm Thanh đi công tác về một bất ngờ, không ngờ Lâm Thanh về sớm, anh ấy đối với Lục Mạn lạnh nhạt, khăng khăng muốn ăn mì ăn liền, còn đề nghị chia tay với Lục Mạn. Lâm Thanh thừa nhận anh ấy muốn chinh phục Lục Mạn, cô công chúa kiêu ngạo này, rồi dựa vào cô ấy thăng tiến, Lục Mạn đột nhiên kinh ngạc lâm thanh đồng ý tiếp tục chơi với lục mạn miễn là cha lục mạn giao hàng duệ cho anh lục mạn tức giận cắn răng nghiến lợi giơ tay muốn đánh lâm thanh nhưng cuối cùng vẫn không đánh được lục mạn bỏ đi trong oán hận lâm thanh dứt khoát tát mình một cái lâm thanh cố ý làm cho lục mạn tức giận rồi bỏ đi anh rất đau lòng không thể không nhớ lại cuộc nói chuyện của anh với lục tổng lục tổng muốn mai mối cho hoàng gia nam và lục mạn ép lâm thanh rời xa lục mạn còn nói rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà lục và nhà hoàng lâm thanh đồng ý rút lui thành toàn cho lục mạn và hoàng gia nam Hà Tây Á đi bệnh viện thăm Hà Mộc Trạch, tự nguyện gọi ông một tiếng bố. Hà Mộc Trạch đã rất nhiều năm không nghe anh ta gọi như vậy, cảm động đến rơi lệ. Ngô Ưu từ quán mì của giảng lão bản ra ngoài, vừa gặp phải thị trấn mất điện, cô từ nhỏ đã sợ tối, chỉ có thể mở điện thoại chiếu sáng, may mắn Hà Tây Á kịp thời đến đón cô, Ngô Ưu trong lòng ấm áp. Hà Tây Á cảm ơn Ngô Ưu vì tất cả những gì cô đã làm cho anh, hai người tâm sự chân thành, Hà Tây Á không kìm được cảm xúc hôn Ngô Ưu, hai người ôm nhau say đắm. Tiền gia nhất đột nhiên phát hiện mình 45 ngày không có kinh nguyệt, còn tưởng mình sớm bế kinh, cô sáng sớm đi bệnh viện kiểm tra, kết quả lại mang thai, tiền gia nhất không muốn có đứa con này. Bác sĩ khuyên cô suy nghĩ kỹ, buông trứng của cô sớm suy yếu, nếu thật sự phá bỏ đứa con này, có thể cả đời cô sẽ không bao giờ có thai được nữa, tiền gia nhất rơi vào tình trạng khó xử. Tiền gia nhất vì sức khỏe không đủ ngất xỉu trên đường, Lâm Huệ Đạt vội vàng ôm cô đi khám bác sĩ. Kể từ khi Lâm Thanh và Lục Mạn chia tay, Lục Mạn suốt ngày ủ rũ, mẹ nhìn thấy lo lắng, bố đề nghị để hoàng gia nam dẫn lục mạn đi giải sầu lục mạn nhìn thấy cái đu quay do lâm thanh tặng không khỏi nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào khi họ ở bên nhau lục mạn đến tìm bố tán gẫu vô tình hỏi về tình hình của hàng duệ bố thừa nhận hàng duệ kinh doanh khó khăn toàn nhờ nhà hoàng hỗ trợ mới có thể duy trì ông nói miệng rằng nhà lục và nhà hoàng là cộng đồng lợi ích bố cố gắng mai mối lục mạn và hoàng gia nam lục mạn cũng không còn từ chối lâm huệ đạt biết tiền gia nhất mang thai con của anh trong lòng vui sướng không thể tả Tiền gia nhất lại không muốn có đứa con này, Lâm Huệ đạt khẩn khoản năn nỉ cô giữ lại. Hà Tây Á và Ngô Ưu sắp về Thượng Hải, Hà Mộc Trạch chuẩn bị nhiều quà tặng cho bố mẹ Ngô Ưu. Hà Tây Á đã liên lạc với chuyên gia tốt nhất địa phương để cho anh ta phẫu thuật, nhắc nhở Hà Mộc Trạch đúng giờ uống thuốc. Ngô Ưu lần nữa khuyên Hà Mộc Trạch đi Thượng Hải điều trị, Hà Mộc Trạch lịch sự từ chối, anh ta ở Cẩm Khê sống được hơn 60 năm, không nỡ rời khỏi nơi này, Hà Tây Á hứa khi anh ta phẫu thuật sẽ quay lại, Hà Mộc Trạch hứa sẽ sống tốt cố gắng có thể đi dự đám cưới của họ hà tây á và hà mộc trạch lưu luyến chia tay hà tiểu vũ làm ra cái máy tự động lau bàn nhờ ngô ưu giao cho mắm tôm ngô ưu nhìn thấy hà tây á và hà mộc trạch hòa thuận như xưa cô trong lòng rất vui mừng hà tây á và ngô ưu cùng nhau về nhà báo tin sẽ kết hôn với bố mẹ mẹ ngô vui mừng mỉm cười bố ngô lại không đồng ý hà tây á liên tục bày tỏ quyết tâm bố ngô muốn cùng anh uống rượu lâm thanh tan làm đến báo cáo công việc cho lục tổng lục tổng mời anh ở nhà ăn cơm Lâm Thanh khăng khăng từ chối nhưng không được, chỉ đành ở lại. Lục Mạn hẹn Hoàng Gia Nam gặp mặt, định đoạt chuyện hôn nhân của họ, hai người nắm tay nhau về nhà báo cáo cho Lục tổng. Lâm Thanh chứng kiến Lục Mạn và Hoàng Gia Nam vui vẻ về nhà, anh trong lòng rất khó chịu. Hoàng Gia Nam lấy cớ không quen với phong tục nước trong, nhờ Lâm Thanh giúp đỡ chuẩn bị đám cưới của họ, Lục Mạn cũng ở bên cạnh gật đầu, Lâm Thanh cứng rắn đồng ý, mẹ Lục nhìn thấy tâm sự của anh. Sau bữa ăn, mẹ tặng Lục Mạn một sợi dây chuyền làm quà cưới, nhắc nhở cô đừng phản bội tâm ý của mình phải chọn đúng. Bố Ngô kéo Hà Tây Á uống rượu, ông không chịu nổi rượu, rất nhanh đã say khướt, ông dựa vào rượu và Hà Tây Á gọi anh em, nhắc nhở anh phải đối xử tốt với Ngô Ưu, còn nói miệng rằng Ngô Ưu không xứng với Hà Tây Á, mẹ Ngô không muốn nghe ông nói linh tinh, vất vả lắm mới kéo ông đi. Hà Tây Á giả vờ say, ôm Ngô Ưu làm nũng, bảo Ngô Ưu đưa anh về nhà, Ngô Ưu đành làm theo, Hà Tây Á tranh thủ muốn âu yếm cô, Ngô Ưu tìm cớ chạy đi. Đêm đó, Hà Tây Á và Ngô Ưu đều hồi hộp không ngủ được hà tây á cầu nguyện họ cùng có một giấc mơ đẹp sáng hôm sau hà tây á sớm sớm đứng ở cửa thang máy đợi ngô ưu rồi cùng nhau nắm tay ra ngoài hà tây á đưa ngô ưu đến bờ sông câu cá hai người có nhiều lời tình tứ ngô ưu không kìm được muốn hôn hà tây á hà tây á đột nhiên phát hiện cá cắn câu anh vội vã đi kéo cần câu ngô ưu giúp anh câu được con cá tiếp theo hà tây á đưa ngô ưu đi lại những nơi cũ hồi tưởng những khoảnh khắc đẹp khi họ ở bên nhau cuối cùng hà tây á còn chuẩn bị pháo hoa Ngô Ưu nhìn thấy pháo hoa lộng lẫy mà xúc động. Hôm nay là ngày bạn thân tụ họp, Ngô Ưu và Tiền Gia Nhất sớm đến quán cà phê, Hùng Hạnh Nghị đạp xe đưa Tô Phi đến sau. Chỉ có Lục Mạn vắng mặt, Tô Phi là làng muốn về khách sạn, Ngô Ưu và Tiền Gia Nhất đành phải đi theo. Lục Mạn kéo Lâm Thanh đi thử váy cưới, cô cố ý khó chịu Lâm Thanh, Lâm Thanh nhẫn nại vâng lời cô. Lục Mạn đoán ra bố đã gây áp lực cho Lâm Thanh, Lâm Thanh cố ý nói những lời khiêu khích để đuổi cô đi, Lâm Thanh phủ nhận. Tự xưng là một gã đàn ông dựa vào Lục Mạn để thăng tiến, Hoàng Gia Nam đến cửa hàng váy cưới tìm Lục Mạn, Lục Mạn đành phải im lặng. Tô Phi mơ hồ tỉnh dậy, kể cho Ngô Ưu và Tiền Gia Nhất nghe những việc Vương Tử Hạo làm, hai người đều phẫn nộ. Sau khi kết thúc trực tiếp, Tô Phi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại vì bị tổn thương mà khóc không ngừng, Ngô Ưu và Tiền Gia Nhất lặng lẽ ở bên cạnh cô. Tô Phi thừa nhận mình là một người mù tình, nhưng lại ở phòng trực tiếp giải quyết tình cảm cho người khác, còn giúp Ngô Ưu nghĩ ra kế hoạch, cho đến khi gặp Vương Tử Hạo, cô mới hoàn toàn mở lòng, kết quả lại bị lừa. Ngô Yêu An ủi Tô Phi bằng lời nói tốt đẹp, cảm ơn cô vì đã luôn khuyến khích và hỗ trợ cô. Ngô Yêu khen cô là Tô Phi tuyệt nhất, tiền gia nhất cũng cho rằng Tô Phi là người kiên cường nhất, Tô Phi mới cười nức nở. Công ty tổ chức cuộc họp, Hà Tây Á nhận được tin nhắn của Ngô Yêu, không tự chủ được cười ra tiếng, Lương Khoái và đồng nghiệp đều tò mò nhìn anh, Hà Tây Á cười qua chuyện. Ngô Yêu nghe nói Lục Mạn và Lâm Thanh chia tay, không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho họ, Lục Mạn quả quyết rằng mình có thể xử lý tốt chuyện tình cảm. Lúc ăn trưa, Hà Tây Á thỉnh thoảng nhìn điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Ngô Ưu, Lương Khoái không nhịn được chọc ghẹo anh, sau đó, anh và Hà Tây Á đi thăm Lâm Thanh, Lâm Thanh đang viết thư từ chức. Hà Tây Á đoán được anh là vì Lục Mạn, Lâm Thanh thừa nhận thích Lục Mạn, nhưng lại cảm thấy không xứng với Lục Mạn. Hà Tây Á khuyến khích anh không nên tự ti, nên dũng cảm đối mặt. Ngô Ưu tan làm về nhà, nhìn thấy bản ghi chú của cha, biết bố mẹ đi Hàng Châu chăm sóc cô họ vừa sinh con, bố Ngô nhắc nhở Ngô Ưu đóng cửa sổ cẩn thận ngô ưu muốn tận dụng thời gian bố mẹ không ở nhà và hà tây á đi hẹn hò nhưng hà tây á lại bắt cô chơi game cùng anh ngô ưu rất miễn cưỡng đồng ý hai người phối hợp ăn ý cuối cùng giành được chiến thắng hà tây á không kiềm chế được hôn lên ngô ưu hà tây á phát hiện nhân viên hút thuốc bất ngờ không mắng anh ta ngược lại còn dặn dò anh ta nhiều lần hà tây á luôn đúng giờ lại trễ họp nhân viên mới quyết đòi anh mời cả nhà uống cà phê hà tây á ngay lập tức đồng ý trợ lý của lương khoái công khai anh yêu đương rồi hà tây á cười nhẹ xác nhận Hà Tây Á và Ngô Ưu cùng nhau tan làm về nhà, hai người trong thang máy tình cờ trêu chọc nhau, Hà Tây Á bắt Ngô Ưu gọi anh là ổ ba. Anh vừa muốn hôn Ngô Ưu, cửa thang máy bất ngờ mở ra, bố Ngô đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này, vội vàng kéo Ngô Ưu về nhà. Tiền gia nhất gửi tin nhắn trong nhóm bạn thân, muốn ngày mai thông báo một tin tức cho mọi người, Tô Phi đề nghị đến nhà Ngô Ưu tụ tập, Ngô Ưu đồng ý ngay. Hà Tây Á đêm đó gọi điện cho Ngô Ưu, muốn tận dụng ngày mai cuối tuần cùng cô đi chơi, Ngô Ưu đã hẹn với bạn thân rồi, Cô muốn gặp Hà Tây Á ngay bây giờ. Hà Tây Á đến ban công, muốn bỏ qua và hẹn hò với cô, kết quả làm bố Ngô phát hiện, Ngô Ưu chỉ có thể trở lại phòng trước. Tiền Gia Nhất thông báo cho bạn thân tin tức cô mang thai, cô quyết định sinh con và nuôi một mình, Tô Phi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ, làm mẹ đơn thân quá khó, Ngô Ưu ủng hộ Tiền Gia Nhất. Ngô Ưu tin tưởng Tiền Gia Nhất có thể tự mình nuôi con tốt, nhưng Tô Phi lại cho rằng không thể, cô cho rằng con cái nên lớn lên trong một gia đình có bố mẹ hoàn chỉnh. Ngô Ưu và Tô Phi ý kiến không đồng xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt lục mạn đồng ý bỏ tiền bỏ sức giúp tiền gia nhất nuôi con tiền gia nhất rất cảm động cô thừa nhận trước đây không muốn có con này cho đến khi nghe thấy tiếng tim con mạnh mẽ tiền gia nhất mới mềm lòng tô phi cảm động cô ủng hộ tiền gia nhất giữ con này còn muốn làm mẹ đỡ đầu cho con ngô ưu và lục mạn cũng tranh nhau muốn làm mẹ đỡ đầu ngô ưu chia tay bạn thân xong thì đi tìm hà tây á hào hức kể cho anh chuyện tiền gia nhất mang thai hà tây á lợi dụng cơ hội làm nũng anh đã chờ ngô ưu cả ngày Ngô Yêu cố gắng làm anh vui, hai người cùng ăn xiên nướng, Ngô Ưu muốn tìm thời gian nói cho bạn thân chuyện hai người hẹn hò, Hà Tây Á đồng ý ngay. Hoàng Gia Nam lần lượt mời Lục Mạn và Lâm Thanh đến nhà hàng, muốn hoàn toàn giải quyết mối quan hệ giữa ba người. Lâm Thanh cố gắng và Lục Mạn phân minh, còn miễn cưỡng chúc phúc cho họ, Lục Mạn rất tức giận. Hoàng Gia Nam muốn chơi trò sự thật hay thách thức, vòng đầu tiên Lâm Thanh thua, anh muốn chơi thách thức, Lục Mạn ép Lâm Thanh phải hôn cô trước mặt Hoàng Gia Nam. Lâm Thanh do dự không quyết, Lục Mạn giận dữ đứng dậy muốn đi, lâm thanh vội vàng kéo cô lại hoàng gia nam lập tức hiểu được tất cả anh chịu đau rút lui khỏi cuộc tình tam giác này uống nhiều rượu một hơi bữa tiệc kết thúc hoàng gia nam đã say khướt trước khi đi anh nhắc nhở lục mạn và lâm thanh phải trân trọng tình cảm lâm thanh cứ im lặng không nói lục mạn rất bực bội cô không muốn làm con bạc của họ giận dữ bỏ đi lương khoái lâm thanh và hà tây á cùng chơi pizza hà tây á vui vẻ lâm thanh lại ủ rũ lương khoái khuyên bảo lâm thanh nhưng anh cứ buồn bã sắp đến giờ nghỉ trưa Hà Tây Á háo hức đi video với Ngô Ưu, Lâm Thanh và Lương Khoái nhăn mặt. Tiền gia nhất không muốn vì mang thai mà ảnh hưởng công việc, cô giới thiệu Ngô Ưu thay thế cô, Lục Mạn đồng ý vui vẻ. Hà Tây Á gửi tin nhắn muốn hẹn hò với Ngô Ưu, Ngô Ưu đang muốn cùng anh ăn mừng thăng chức, Hà Tây Á liền giao việc cho Lương Khoái, anh háo hức đi gặp Ngô Ưu. Do nhà hàng đông khách, Ngô Ưu quyết định về nhà nấu ăn, trên đường, cô và Hà Tây Á có nhiều lời ngọt ngào. Hà Tây Á mua nhiều rau củ đến nhà đợi Ngô Ưu, không ngờ bố Ngô ở nhà, Hai người nhìn nhau, Bố Ngô thẳng thắn nói ra lo lắng trong lòng, anh lo Ngô Ưu kết hôn xong sẽ bị thiệt thòi, Hà Tây Á hứa sẽ chăm sóc Ngô Ưu tốt, cho cô ấy hạnh phúc, Bố Ngô mới yên tâm. Bố Ngô chỉ dẫn Hà Tây Á nấu một bàn món ăn, Ngô Ưu sau đó về nhà, Hà Tây Á tự tay cho cô ấy ăn, mẹ Ngô bất ngờ mở cửa vào nhà. Họ sợ quá nhanh chóng tách ra, Bố Ngô nghe tiếng từ phòng ra ngoài, vội vàng mời mọi người cùng ăn, còn liên tục khen Hà Tây Á nấu ăn giỏi. Lục Mạn lái xe về nhà từ xa nhìn thấy lâm thanh đang đợi cô ở bãi đỗ xe dưới nhà lâm thanh ngẩng đầu ngược phòng đi đến lục mạn thề sẽ chinh phục cô lại rồi điềm nhiên rời đi lục mạn trong lòng vui sướng lâm thanh đến tìm hà tây á và lương khoái xin giúp đỡ họ chỉ biết chơi bi ra không để ý đến lâm thanh lâm thanh tức giận xấu hổ mắng chửi họ một trận lâm thanh muốn mượn ngô ưu giúp đỡ hẹn lục mạn hà tây á đồng ý ngay anh gọi điện cho ngô ưu gọi cô ra nhờ cô hẹn lục mạn ra ngô ưu hẹn lục mạn cùng ăn trưa lục mạn đúng giờ đến nhà hàng không ngờ Lâm Thanh bất ngờ xuất hiện, còn gọi những món cô thích nhất, Lục Mạn đổi tất cả thành cay, ép Lâm Thanh ăn hết, Lâm Thanh cứng đầu một miếng một miếng ăn xuống. Lục Mạn cố ý múc một bát canh cay cho Lâm Thanh, Lâm Thanh cầm lên uống hết, anh bị cay đến nói không nên lời. Lục Mạn vội vàng gọi nhân viên mang một bát nước mơ giải cay, trách móc Lâm Thanh không nên nói dối lừa cô đến. Lục Mạn giận dữ bỏ đi, Lâm Thanh vội theo ra, nhân viên giao hàng kéo một thùng hàng chạy vù vù đến, trông sắp đụng vào Lục Mạn. Lâm Thanh xông lên bảo vệ cô, chân bị xe đâm một cái, Lục Mạn lo lắng hỏi Han Anh, Lâm Thanh giả vờ bị thương không đi được, bắt Lục Mạn đưa anh về nhà. Lâm Thanh xin lỗi Lục Mạn, lại lần nữa bày tỏ tình yêu với cô, Lục Mạn đồng ý ngay, Lâm Thanh không kiềm chế được muốn hôn cô một cái, Lục Mạn đá anh ra. Lâm Thanh dẫn Lục Mạn đến tìm Lục tổng nói chuyện, Lục tổng kiên quyết không đồng ý, tức giận muốn đuổi Lâm Thanh khỏi hàng duệ, Lục Mạn cầu xin Lục tổng tha thứ cho Lâm Thanh. Lục tổng khuyên Lục Mạn phải nhìn xa nhìn rộng, ép cô ở bên Hoàng gia Nam. Lục Mạn rõ ràng nói cô không yêu Hoàng Gia Nam, họ chỉ đang diễn kịch, Lục tổng vẫn không buông tha. Thư ký vội vàng đến báo cáo với Lục tổng, Hoàng Gia đã không còn tăng vốn cho Hoàng Nhật, Lục tổng vì giận quá ngất xỉu. Lục Mạn và Lâm Thanh đưa Lục tổng đến bệnh viện, sau khi được nhân viên y tế cứu chữa, Lục tổng cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Lâm Thanh rất tự trách, Lục Mạn an ủi anh không nên có áp lực tâm lý, Lâm Thanh không muốn Lục tổng còn tức giận, bảo Lục Mạn ở lại chăm sóc Lục tổng. Lục Mạn khuyên cha nghỉ ngơi điều trị. Mẹ Lục cũng ở bên cạnh Khuyên Lục tổng đừng can thiệp vào chuyện hôn nhân của Lục Mạn. Lương Khoái soạn thảo kế hoạch vận hành cho Mỹ La La, được nhiều bên ủng hộ, anh lập tức đến gặp Hà Tây Á khoe khoang. Hà Tây Á vội vã đi hẹn hò với Ngô Ưu, giao việc của công ty cho anh quản lý, Lương Khoái tức không nói nên lời. Hà Tây Á và Ngô Ưu đến bờ sông Hoàng Phố, họ ôm nhau, nhìn thấy dòng sông hùng vĩ và những tòa nhà cao chọc trời ở bên kia, hai người cảm thấy thư thái và dễ chịu chưa từng có, mong thời gian dừng lại ở đây. Lục tổng bị ốm nhập viện lại cộng thêm hoàng gia đột ngột rút vốn duy nhất công ty rơi vào khủng hoảng tiết dương mỹ lệ và trần tiểu quả và những người khác đều lo lắng không yên họ đều lo lắng cho tương lai của công ty ngô ưu lại rất lạc quan không ngờ khách hàng lớn đột nhiên khó khăn muốn thay đổi cách hợp tác với duy nhất ngô ưu làm kế hoạch kỹ lưỡng tự mình đi tìm khách hàng đàm phán cuối cùng đạt được thỏa thuận hợp tác ngày mai là cuối tuần ngô ưu hẹn bạn thân đến nhà lầu dê lục mạng công ty và bệnh viện hai đầu bận cô muốn từ chối mẹ khuyên cô nên ra ngoài thư giãn một chút bản thân ép ngô ưu ngô ưu đành thừa nhận hà tây á là bạn trai cô lục mạn phản đối quyết liệt khăng khăng cho rằng hà tây á là kẻ bạc tình khuyên ngô ưu nên sớm chia tay anh ta ngô ưu tin tưởng tính cách của hà tây á lục mạn đành nói ra hà tây á từng là vị hôn phu của lục vân mà lục vân còn mang thai con của hà tây á hà tây á tàn nhẫn chia tay lục vân dẫn đến lục vân gặp tai nạn xe chết ngô ưu lập tức kinh ngạc hà tây á xong việc về nhà xem ngô ưu còn cố ý mua một bó hoa tươi ngô ưu đối mặt hỏi anh giấu kín mối quan hệ với lục vân hà tây á cho rằng đó là chuyện quá khứ đó. hà tây á thừa nhận lục vân là bạn gái cũ của anh sau đó gặp tai nạn xe chết ngô ưu trách móc hà tây á không nên giấu kín chuyện này lại còn phản bội lục vân khi cô đang mang thai hà tây á rõ ràng nói không phản bội lục vân anh không thể nói ra lý do thật chỉ mong ngô ưu hiểu anh ngô ưu rất đau lòng năm đó cô ngồi trên chiếc taxi gặp tai nạn với lục vân ngô ưu không thể chấp nhận những gì trước mắt cô cưỡng bức đuổi hà tây á đi ngô ưu mất ngủ cả đêm trời chưa sáng đã gọi điện nhờ tô phi giúp đỡ cô trực tiếp đến khách sạn tìm Tô Phi tâm sự, kể cho cô nghe chuyện oan gia giữa Lục Mạn và Hà Tây Á. Tô Phi từng điều tra qua quá khứ của Hà Tây Á, tin tưởng anh không phải là kẻ bạc tình, khuyên Ngô Ưu nên nói chuyện tốt với anh. Hà Tây Á sáng sớm đến tìm Ngô Ưu, Ngô Ưu vừa về, liền đến nhà Hà Tây Á nói chuyện. Hà Tây Á khuyên Ngô Ưu bỏ qua mối thù cũ, nhưng Ngô Ưu không thể quên được, nếu cô không dục tài xế chạy nhanh đến sở dân sự, Lục Vân có lẽ sẽ không gặp tai nạn chết. Hà Tây Á khuyên cô đừng đổ lỗi cho mình, mà Lục Vân chết không liên quan đến cô, Hà Tây Á thừa nhận năm đó chỉ biết bận rộn công việc, bỏ bê cảm xúc của Lục Vân. Đó là nguyên nhân chính họ chia tay, Ngô Ưu cho rằng anh cố tình giấu kín, thà để Lục Mạn họ hiểu lầm cũng không giải thích rõ ràng, Hà Tây Á khổ không nói được, Ngô Ưu quyết định chia tay anh. Hà Tây Á đứng trên ban công ho khan, muốn gọi Ngô Ưu ra, Ngô Ưu không để ý đến anh. Vào lúc đêm khuya yên ắng, Ngô Ưu ra ban công, nhìn thấy Hà Tây Á đã về phòng nghỉ ngơi, cô băn khoăn không hiểu, không biết Hà Tây Á rốt cuộc là người như thế nào. Ngô Ưu sáng sớm đi siêu thị mua đồ, đối diện gặp bạn trai cũ Tôn Hạo cùng vợ bầu Mộng Điệp đang chọn hàng, Tôn Hạo đẩy Mộng Điệp ra, anh khoe khoang với Ngô Ưu rằng anh sống rất hạnh phúc, khuyên Ngô Yêu nên sớm tìm một người yêu thương mình kết hôn, Ngô Yêu cố gắng tự tin liên tục gật đầu. Lục Mạn đến công ty tìm Hà Tây Á hỏi tội, Lương Khoái lần lượt gọi điện cho Ngô Ưu và Lâm Thanh. Lâm Thanh nhanh chóng đến, Lục Mạn ép Hà Tây Á phải thẳng thắn với Ngô Ưu mọi chuyện, cô kiên quyết không đồng ý Ngô Ưu và Hà Tây Á ở bên nhau. Trừ khi Hà Tây Á đưa ra lời giải thích cho cái chết của Lục Vân, Hà Tây Á im lặng không tiết lộ bí mật của mình. Lục Mạn không tha thứ, cô coi Ngô Ưu như chị ruột, không muốn cô lặp lại số phận của Lục Vân. Lâm Thanh không chịu nổi, anh không muốn Lục Mạn và Hà Tây Á còn vướng vào chuyện này, đành nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Đứa bé trong bụng Lục Vân chẳng phải con của Hà Tây Á, Lục Mạn lập tức ngây người, Ngô Ưu nghe thấy tất cả ở ngoài cửa, cô lập tức hiểu ra. Ngô Ưu xin lỗi Hà Tây Á, Hà Tây Á muốn nói cho cô biết tất cả những bí mật Ngô Ưu không muốn nhắc lại những chuyện này. Cô khen Hà Tây Á là người đàn ông có trách nhiệm nhất trên đời, khuyên Hà Tây Á quên đi những chuyện buồn trong quá khứ. Hà Tây Á rất cảm động, anh lấy hết can đảm muốn bày tỏ tình yêu với Ngô Ưu, Ngô Ưu đột nhiên hát xì, đứt lời Hà Tây Á. Anh lo Ngô Ưu bị cảm, vội vàng kéo Ngô Ưu rời khỏi bờ sông, Ngô Ưu hỏi anh vừa nãy chưa nói xong câu gì, Hà Tây Á lảng tránh không trả lời. Lâm Huệ Đạt mỗi ngày đúng giờ đón đưa tiền gia nhất đi làm về, còn cố ý chuẩn bị nước súp nóng cho cô, tiền gia nhất trong lòng ấm áp. Tô Phi vừa làm xong trực tiếp thì nhận được tin nhắn của Hùng Hạnh Nghi, Hùng Hạnh Nghi đến sảnh khách sạn đợi Tô Phi, thẳng thắn đề nghị muốn cưới cô. Hùng Hạnh Nghi quỳ một chân cầu hôn Tô Phi, thu hút nhiều người xem, Tô Phi xấu hổ khó chịu, bảo anh đứng lên nói chuyện. Tô Phi giận dữ bỏ đi, Hùng Hạnh Nghi vội theo ra, liên tục bày tỏ quyết tâm với Tô Phi, hứa sẽ yêu cô cả đời. Tô Phi bị lòng thành của anh cảm động, đồng ý hẹn hò với anh, hai người vui vẻ đi ăn mừng. Tiền gia nhất trong tủ đồ phát hiện ra một đống quà Lâm Huệ đạt tặng cô gọi điện bảo anh mang hết đi lâm huệ đạt đang trên đường đến nhà cô khuyên cô mở quà ra xem tiền gia nhất mở quà phát hiện những thứ đó đều là đồ cô thích lâm huệ đạt đều mua hết còn để lại một tấm thẻ nhỏ ấm lòng trên mỗi món quà tiền gia nhất rất cảm động lâm huệ đạt đến mang nước giúp cho cô tiền gia nhất cảm ơn anh vì sự chu đáo và quan tâm khách hàng cũ liên tục hủy hợp tác với duy nhất ngô ưu dù cố gắng cũng bất lực cô đành đến tìm tiền gia nhất xin giúp đỡ tiền gia nhất cũng không làm được gì họ đều lo lắng cho tương lai của duy nhất Do Lục Tổng bị ốm nhập viện, lại cộng thêm hoàng gia đột ngột rút vốn, khách hàng cũ liên tục hủy hợp đồng, duy nhất công ty rơi vào khủng hoảng, Lục Mạn gấp rút thuyết phục các cổ đông. Tiền gia nhất khuyên Ngô Ưu giúp Lục Mạn vượt qua khó khăn, Ngô Ưu nảy ra một ý tưởng hay, cô muốn duy nhất và nhã mạn công ty của Mỹ La La liên kết mạnh mẽ, chỉ cần cổ đông và khách hàng lớn nhìn thấy hiệu quả mà duy nhất mang lại, hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ của họ, có thể thu hút họ về phía mình, tiền gia nhất cho rằng khả thi. Ngô Ưu đến tìm Hà Tây Á thương lượng hợp tác để thể hiện chân thành, Ngô Ưu trước tiên chia sẻ nguồn lực với anh, Hà Tây Á đồng ý ngay. Kế hoạch của Ngô Ưu được lãnh đạo tập đoàn Hoàng Nhật ủng hộ, Lục tổng cử Lâm Thanh mang hợp đồng đến cho Ngô Ưu. Sau đó, Lục tổng cố ý gọi Hà Tây Á đến bệnh viện, "Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Lục tổng vì chuyện của Lục Vân mà xin lỗi Hà Tây Á, thừa nhận những năm qua đối với anh không công bằng, khiến anh chịu oan ức." Mong ước lớn nhất của Lục tổng là để hai cô con gái hạnh phúc, kết quả lại trái ngược, Hà Tây Á an ủi Lục tổng, "Khuyên anh buông tay cho Lục Mạn Quyền tự chọn người yêu." Lục Mạn nghe rõ ràng ở ngoài cửa. Lục Mạn tự mình đến nhà Hà Tây Á xin lỗi, những năm qua cô hiểu lầm Hà Tây Á, Hà Tây Á đã không còn để tâm, lại ăn ủi cô đừng để bụng, Lục Mạn nhắc nhở Hà Tây Á phải chăm sóc Ngô Ưu tốt. Lâm Thanh mỗi tối đợi Lục tổng ngủ rồi mới đến bệnh viện bên cạnh anh, Lục tổng tỉnh dậy, nhìn thấy Lâm Thanh canh bên mình ngủ gật, trong lòng rất ái náy. Lục Mạn sau đó vội đến, chi tiết hỏi Lâm Thanh về tình hình của cha, Lâm Thanh trình bày rõ ràng, liền muốn đi tìm Hà Tây Á thảo luận kế hoạch hợp tác tiếp theo lục tổng gọi lâm thanh đến bên mình chỉ trích anh không giữ lời hứa lén lút gặp gỡ lục mạn lâm thanh thừa nhận anh yêu lục mạn lục tổng đồng ý giao lục mạn cho lâm thanh nếu anh phụ bạc lục mạn sẽ không tha thứ cho anh lâm thanh lập tức thể nguyền ngô ưu sáng sớm đến tìm hà tây á cùng đi làm hà tây á đã đi rồi ngô ưu hẹn hà tây á sau giờ làm đi ăn thịt nướng hà tây á lý do có việc từ chối ngô ưu nghi ngờ hà tây á đã chán ngấy với tình cảm này liền đến tìm tô phi tâm sự tô phi khuyên cô nên hiểu hà tây á Ngô Ưu muốn đến quán cà phê xả stress, Tô Phi nói rõ Hùng Hạnh Nghi đang trang trí quán cà phê. Ngô Ưu đột nhiên nhận được tin nhắn của Hà Tây Á, bảo cô ngày mai rảnh ra một ngày, Ngô Ưu kết luận Hà Tây Á muốn cầu hôn cô, trong lòng đầy mong đợi. Ngô Ưu sáng sớm dậy trang điểm, tưởng tượng ngày hôm nay sẽ có lễ cầu hôn lãng mạn, vui vẻ cười ra tiếng. Hà Tây Á đến nhà Ngô Ưu, tay cầm một bó hoa tươi, Ngô Ưu trong lòng vui sướng, chỉ chờ Hà Tây Á cầu hôn cô, không ngờ bó hoa đó là cha tặng mẹ, Ngô Ưu rất thất vọng. Hà Tây Á đưa Ngô Ưu đến bờ sông Hoàng Phố uống cà phê, còn cố ý gọi một cái bánh kem, Ngô Ưu cầm đũa đập bánh kem tan tành, cũng không tìm thấy chiếc nhẫn mơ ước, cô càng thêm thất vọng. Hà Tây Á dẫn Ngô Ưu đến quảng trường, giữa đó có một bàn hoa lớn, Ngô Ưu nhầm tưởng đó là lễ cầu hôn Hà Tây Á chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô vui vẻ đứng lên, không ngờ đó là lễ kỷ niệm vàng của một cặp vợ chồng già, Ngô Ưu buồn bã nước mắt chảy ra. Đúng lúc này, Hùng Hạnh Nghi gọi điện nhờ Ngô Ưu giúp đỡ, bảo quán cà phê gặp vấn đề ngô ưu không nói gì liền chạy qua vào cửa thì thấy quán cà phê trang hoàng mới mẻ bên trong đầy hoa và bóng bay màn hình mở ra hà tây á dưới sự bao vây của mọi người đi ra ngô ưu không kìm được nổi chạy lên ôm anh đồng ý lấy anh nhưng hà tây á chưa cầu hôn ngô ưu đành kiên nhẫn chờ đợi hà tây á nắm tay ngô ưu đắm đuối tỏ tình với cô cuối cùng hà tây á cầm nhẫn quỳ một chân cầu hôn ngô ưu ngô ưu lo ngáy ảnh hưởng giấc ngủ của anh hà tây á hứa sẽ cùng cô ngáy hà tây á tự tay đeo nhẫn vào tay ngô ưu không kiềm chế được hôn cô, tất cả mọi người trong hiện trường đều vỗ tay cổ vũ cho họ. Hùng Hạnh Nghi và Tô Phi nhìn nhau cười, tất cả đều hiểu không cần nói, Lâm Thanh hứa sẽ cho Lục Mạn một lễ cầu hôn lãng mạn, Lâm Huệ đạt rất ghen tị, hối hận không cầu hôn tiền ra nhất. Hùng Hạnh Nghi quyết định giao quán cà phê cho mắm tôm quản lý toàn quyền, mắm tôm vui mừng gieo hò. Không lâu sau, Ngô Ưu lên kế hoạch một bộ phim với chủ đề mặt nạ, Tô Phi và Hùng Hạnh Nghi làm nam nữ chính, ngày phim hoàn thành, Lục Mạn tự mình đến chúc mừng Ngô Ưu, Ngô Ưu nhân cơ hội đề nghị tăng lương, Lục Mạn đồng ý ngay, bốn cô bạn thân cùng đi ăn mừng. Lương Khoái gọi Hà Tây Á, Hùng Hạnh Nghi và Lâm Thanh ra uống rượu và nói rõ bốn người mỗi tuần một lần gặp mặt, họ ba người đều tìm mọi lý do từ chối, Lương Khoái tức không nói nên lời. Ngô Ưu, Lục Mạn và Tô Phi sau đó tìm đến, lần lượt hỏi Han Hà Tây Á, Hùng Hạnh Nghi và Lâm Thanh, Lương Khoái thấy vậy vội vàng đi lấy bia. Hà Tây Á nhìn thấy Lục Mạn mang thai 3 tháng vẫn đi giày cao gót, nhắc nhở Lâm Thanh sẵn sàng giày bệt, Lương Khoái mang bia đến, vô tình hỏi về tiền gia nhất, biết tiền ra nhất ở nhà chăm sóc con không đi được anh mời mọi người cùng nâng ly tám người cùng chúc cho cuộc sống tốt đẹp